thực quản phối hợp giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Văn phòng đại diện AstraZeneca. Đến với chương trình hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu báo cáo viên Tiến sĩ Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Khánh Tường, Phó trưởng khoa Y, trưởng bộ môn Nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Kính chào tất cả các quý vị đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi cũng trao đổi với các quý vị trực tuyến về một cái vấn đề bệnh lý mà khá là thường gặp trong khi chúng ta ngồi phòng khám, đó là cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà chúng ta hay gọi tắt nôm na là GERD. Thì cái bài trình bày của chúng ta hôm nay á thì nó sẽ gồm những cái phần sau đây. Đầu tiên á, trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung á, chẩn đoán như thế nào, tiếp cận nó làm sao và điều trị như thế nào, thì chúng ta sẽ xem lại cái định nghĩa bệnh GERD hiện nay á nó là cái như thế nào. Thì theo những cái hướng dẫn toàn cầu của hội tiêu hóa thì là bệnh GERD hay là bệnh trào ngược dạ dày thực quản á, thì định nghĩa là có các triệu chứng phiền toái đủ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, hoặc gây những cái tổn thương hoặc những cái biến chứng do các chất ở trong dạ dày mà nó trào ngược vào trong thực quản, hoặc là liên tới hầu họng và đường hô hấp. Thì theo cái định nghĩa năm 2017 thì chúng ta thấy nó có những cái điểm hơi khác, nó mới hơn so với cái hướng dẫn trước đây. Đó là thứ nhất, các triệu chứng này phải là phiền toái và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nếu bệnh nhân có những cái triệu chứng của trào ngược nhưng mà bệnh nhân cảm thấy không có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì mình không gọi là bệnh. Và cái thứ hai nữa là những cái tổn thương hoặc những cái biến chứng này thường thường chúng ta phát hiện qua nội soi á, nếu nó có mà dù bệnh nhân không có triệu chứng gì cả nhưng mà chỉ có những cái tổn thương chúng ta phát hiện trên nội soi thì cái nhóm bệnh nhân này cũng coi như là có bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Về cái cơ chế bệnh sinh á, thì là chúng ta nhắc lại thôi, hầu như là các quý vị cũng đã biết được cái cơ chế bệnh sinh của cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Đầu tiên đó là do cái sự co thắt bất thường của cái cơ thắt thực quản dưới. Đây chúng ta có cái cơ thắt thực quản dưới, thì ở cái cơ thắt thực quản dưới này nó có một cái nhiệm vụ, nó là nó ngăn cho sự trào ngược thức ăn từ dưới dạ dày cho đến lên thực quản, sau khi thức ăn đã xuống vào dạ dày. Thì phía cơ thắt thực quản dưới này nó giảm bất thường hoặc nó làm giảm cái trương lực đi thì những cái thức ăn kèm theo axit và những cái chất khác như pepsin, mật v.v. nó có thể trào ngược lên thực quản sau chúng ta ăn vào. Thứ hai nữa là phá vỡ cấu trúc giải phẫu chỗ nối giữa dạ dày và thực quản. Đây, ví dụ như ở đây là cái chỗ nối giữa dạ dày thực quản thì chúng ta thấy là nó sẽ bị cái cơ thắt này bị đẩy lên trên trong những trường hợp mà thoát vị cơ hoành, hoặc là những trường hợp làm dạ dày nó chống, làm chậm trống dạ dày, tức là có nghĩa sau khi ăn á, thức ăn xuống dạ dày thì dạ dày mình sẽ co bóp để nó tống thức ăn xuống tá tràng và xuống ruột non. Thì những trường hợp mà làm chậm, trở làm trống dạ dày, tức là dạ dày có thể giảm co bóp như vậy á, thì nó sẽ làm ứ thức ăn và dịch ở trong, đặc biệt là axit ở trong lòng dạ dày, thì làm cái cơ hội để nó có thể trào ngược lên thực quản. Kế tiếp là tăng áp lực ổ bụng. Tăng áp lực ổ bụng thường gặp nhất là trên những cái người béo phì hoặc là những cái người béo bụng, béo bụng trung tâm, hoặc là mấy chị thấy là trong những phụ nữ có thai á, thì cũng làm tăng áp lực ổ bụng. Khi mà tăng áp lực như vậy thì khi dạ dày bóp á, thì cái khả năng mà nó đẩy thức ăn cũng như axit lên trên thực quản nó sẽ cao hơn, nhiều hơn so với cái người mà bình thường. Và một cái cơ chế nữa đó là có cái túi axit. Cái túi axit này nó chịu trách nhiệm cho cái phần trào ngược sau bữa ăn. Thì bình thường mình vẫn có một cái túi axit rất là gần ở chỗ cái tâm vị ấy. Nhưng mà đối với những người trào ngược thì cái túi axit này nó to hơn, nó gần hơn so với cái chỗ cái tâm vị. Do đó mà khi dạ dày nó bóp ấy, thì nó có khả năng nó được đẩy cái túi axit này vào trong cái thực quản mà nó gây ra những cái triệu chứng. Về phân loại của bệnh trào ngược dạ dày thực quản ấy, thì cái phân loại từ trước từ năm 2006 của cái Montreal nó đến giờ nó cũng không có gì là thay đổi. Thì đối với cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản nó chia làm hai cái hội chứng rất là rõ. Cái hội chứng đầu tiên là cái hội chứng về thực quản, và cái hội chứng thứ hai là cái hội chứng ngoài thực quản. Thì cái hội chứng mà về thực quản thì nó cũng chia làm hai, là đó là cái hội chứng mà có cái triệu chứng và một cái hội chứng mà nó có cái tổn thương thực quản, thường là phát hiện trên nội soi. Cái hội chứng mà triệu chứng á, thì cũng có những người nó chia làm hai cái phần. Phần là có cái hội chứng trào ngược rất là điển hình, hoặc là những bệnh nhân có một cái hội chứng gọi là đau ngực do trào ngược.
Thường những tình huống này đôi khi bệnh nhân nó tưởng là bệnh lý tim mạch và họ đi khám những bác sĩ chuyên khoa về tim mạch. Đối với tổn thương thực quản thì là ví dụ như là viêm thực quản do trào ngược này, chít hẹp thực quản này, thực quản Barrett này, hoặc là ung thư thực quản. Còn cái hội chứng ngoài thực quản này thì thông thường bệnh nhân sẽ có thể không đi khám bác sĩ tiêu hóa đầu tiên mà bệnh nhân họ sẽ đến khám những cái bác sĩ chuyên khoa khác. Ví dụ như là ngoài thực quản mà nó có mối liên quan rất là chặt chẽ đã được xác nhận đối với cái bệnh GERD, đó là cái hội chứng ho do trào ngược. Bệnh nhân cứ ho khan, thường là ho khan không có đạm, hoặc là cái hội chứng viêm thực quản do trào ngược, bệnh nhân có thể có khàn tiếng, có thể có đau họng, hoặc là hội chứng hen do trào ngược, tức là những cái bệnh nhân sẽ xuất hiện những cơn hen sau khi mà có cái trào ngược acid vào trong thực quản, hoặc là cái hội chứng là bọt đầu răng do trào ngược. Ngoài ra còn có những cái tình trạng bệnh lý khác mà người ta nghĩ rằng có cái mối liên quan đến trào ngược, tuy nhiên nó chưa được có chứng minh rất là rõ, chưa được chứng minh rõ ràng. Đó là viêm họng, viêm xoang, sơ phổi tự phát và viêm tai giữa tái đi lại. Về cái tiếp cận ban đầu của cái bác sĩ mà bác sĩ xem xét ban đầu thì là cái đầu tiên vẫn là hỏi bệnh sử và thăm khám thực thể. Về vấn đề hỏi bệnh sử và thăm khám thì mình nhớ là có ba cái nhóm triệu chứng mà luôn luôn mình phải để ý. Cái nhóm triệu chứng mà khi mình hỏi là cái nhóm quan trọng mà luôn luôn mình phải hỏi, đừng bao giờ quên, đó là cái nhóm triệu chứng liên quan đến cái vấn đề ung thư sớm hay là những cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu báo động. Bên cạnh đó thì cái nhóm triệu chứng điển hình mà mình nghĩ đến GERD, và có những cái nhóm triệu chứng không điển hình, tức là bệnh nhân có thể biểu hiện ra là bệnh nhân là bệnh GERD nhưng nó có những cái biểu hiện khác mà mình không có thể là không có điển hình. Đối với nhóm điển hình thì hai triệu chứng cơ bản mà hầu hết chúng ta đều biết, đó là ở nóng và ở trớ. Cái nhóm mà triệu chứng không điển hình á thì bệnh nhân có thể là do có những cơn hen, ho mãn tính, khàn tiếng, buồn nôn ói mửa, đau ngực vân vân, hoặc là có thể có những cái triệu chứng khác của đường tiêu hóa trên nữa. Còn nhóm mà triệu chứng này luôn luôn mấy chị phải nhớ, đó là cái dấu hiệu báo động, đó là khó nuốt, đó là no sớm, ói mửa, đặc biệt khi có xuất huyết tiêu hóa và sụt cân. Sụt cân ngoài ra còn có một cái triệu chứng nữa là triệu chứng thiếu máu. Mấy chị thiếu máu mà mình không có tìm được cái nguyên nhân, như thiếu máu hồng cầu nhỏ hoặc thiếu máu thiếu sắt, và mình không tìm thấy một cái nguyên nhân nào khác nữa thì cũng là một cái triệu chứng báo động. Và khi mà người ta dựa chia làm ba nhóm này rồi, nếu mà bệnh nhân không có triệu chứng báo động hoặc là bệnh nhân không có những cái triệu chứng mà không điển hình vừa nói ở trên thì là bệnh nhân có thể được điều trị, tiến hành điều trị luôn bằng những cái phương pháp thay đổi lối sống, hoặc là bệnh nhân sử dụng những cái thuốc mà mình có thể là không cần kê toa nữa, hoặc là mình có thể cho thuốc bệnh nhân, tức là mình sẽ đi vào chi tiết thuốc như thế nào. Còn nếu bệnh nhân mà có dấu hiệu báo động hoặc là những triệu chứng không điển hình như ho mãn, hen phế quản, khàn tiếng vân vân thì người ta khuyến cáo của mình là nên nội soi, nên nội soi tiêu hóa trên, hoặc là đôi khi mình phải làm luôn cả một cái đo kiểm soát, đo pH, theo dõi pH 24 giờ, đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán GERD. Nói chung thì tất cả những bệnh nhân đi đến khám mình á, thì khi mình hỏi bệnh sử, mình thăm khám lâm sàng thì mấy anh chị nhớ luôn luôn phải loại trừ dấu hiệu báo động. Vì khi có dấu hiệu báo động thì bắt buộc mình phải làm thêm cái phương tiện, đặc biệt là nội soi. Để mà chẩn đoán một cái bệnh lý GERD á, thì người ta hiện nay á, thì người ta có nhiều cách. Cái đầu tiên là cái triệu chứng điển hình như tôi vừa trình bày, và đặc biệt là không có dấu hiệu báo động. Thứ hai, đôi khi mình phải sử dụng một bộ câu hỏi. Thứ ba là một cái phương tiện nữa là nội soi. Thứ tư là mình điều trị thử. Điều trị thử hiện nay theo cái tổ chức tiêu hóa toàn cầu năm 2015 thì cái điều trị thử bây giờ liều phải là liều chuẩn, một lần một ngày phải 8 tuần lễ là mình mới đánh giá được. Và cái phương tiện mà gọi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày thực quản đó là cái monitoring, tức là theo dõi pH 24 giờ. Thì cái phương tiện này hiện nay ở miền Nam chúng ta chưa có. Có lẽ miền Trung cũng, theo như tôi biết thì là miền Trung cũng chưa có. Mà cái này mới triển khai ở Hà Nội thì mình có cái phương tiện này.
Về cái dấu hiệu báo động thì tôi cũng nhắc lại một lần nữa thôi chị, cái này nó rất là quan trọng đó chị. Thứ nhất là cái tuổi thì trên 55 tuổi khó nuốt, nuốt khó, nuốt đau, thiếu máu mấy chị nha, thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu, thiếu sắt, sụt cân, đây là hai cái phải luôn luôn phải học đấy mấy chị. Thiếu máu, thiếu sắt và sụt cân và xuất huyết tiêu hóa. Về vấn đề chẩn đoán thì theo cái hướng dẫn của ACG, tức là của các trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2013, thì người ta thấy rằng mình có thể chẩn đoán bệnh GERD dựa vào cái triệu chứng điển hình. Triệu chứng điển hình đó là ở nóng và ở trớ. Ở nóng và ở trớ, và khi bệnh nhân đã có hai cái triệu chứng điển hình này rồi á, mà không có triệu chứng báo động nào cả, thì mình có thể tiến hành điều trị thử, điều trị theo kinh nghiệm với là thuốc kê bơm proton. Đây là cái triệu chứng điển hình ở nóng và ở trớ mấy chị ha. Tí nữa mình sẽ đi vào chi tiết. Thì đôi khi mình hỏi bệnh nhân có ở nóng hay không, hoặc có trớ hay không, thì bệnh nhân cũng không có biết ở nóng là sao, ở trớ là làm sao. Là đôi khi mình phải mô tả các triệu chứng đó ra cho bệnh nhân thì họ hiểu, và có thể là họ sẽ cho mình cái triệu chứng điển hình này. Ngoài ra bệnh nhân đi khám với mình á, cái triệu chứng điển hình này đôi khi nó không có phải là gặp thường xuyên đâu, mà nhiều lúc bệnh nhân đến mà những cái triệu chứng khác mà mình hay chẩn đoán là bệnh lý dạ dày tá tràng, viêm dạ dày tá tràng là nhiều nhất đó. Đôi khi bệnh nhân đau thượng vị, bệnh nhân đầy hơi khó tiêu, hoặc là biểu hiện của một cái nuốt khó, nuốt đau, hoặc là bệnh nhân triệu chứng buồn nôn, nôn tăng tiết nước bọt, vân vân. Về ở nóng hay tiếng Anh gọi là heartburn á, thì ở nóng là sao? Ở nóng là bệnh nhân có cái cảm giác nóng rát ở vùng mũi ức, sau đó nó lan lên cổ, hoặc nó lan từ từ lên trên và có thể lên tới cổ. Đặc biệt là nó xuất hiện sau những cái bữa ăn, mà những bữa ăn mà quá no, ăn chất chua cay, chocolate, nhiều dầu mỡ, hoặc là uống rượu bia, nó thường là xảy ra sau bữa ăn, hoặc là tập thể dục, tức là khi mình làm cái động tác mà cúi gập người xuống thì nó sẽ xuất hiện. Và khi nằm mà thường gặp nhất là ăn tối, thường ăn tối xong á, mình không có để khoảng thời gian khoảng 3-4 tiếng mình mới nằm á, thì bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng này rất là rõ. Và triệu chứng này nặng hơn nếu bệnh nhân nằm ngửa, đặc biệt là bệnh nhân nằm nghiêng phải đó chị. Bệnh nhân nằm nghiêng phải thì cái triệu chứng này có thể nặng hơn, và bệnh nhân ngồi một cúi ra phía trước. Và cái triệu chứng này nó có giảm đi khi mà bệnh nhân sử dụng những cái thuốc antacid, những cái thuốc gói á, thuốc sữa mà mình điều trị dạ dày đó. Hoặc là đôi khi là bệnh nhân chỉ ngồi dậy thôi, thay vì đang nằm bệnh nhân ngồi dậy, nhưng ngồi dậy một hồi thì có thể nó bớt những cái triệu chứng này. Rồi thì mình nói bệnh nhân là cảm giác nóng rát, là cái cảm giác bệnh nhân có thể mô tả cho mình biết. Về cái trớ thì nếu bạn nào mà có con nhỏ, mình đã từng nuôi con á, thì sau khi mình cho em bé bú rồi, mình hay vác lên vai, mình vỗ vỗ vào lưng, xong mình đi tới đi lui á, sau đó mình đôi khi em bé nó bắt đầu nó ở lên được rồi á, thì khi nó nằm xuống nó không bị trớ. Còn đôi khi mình cho bú xong, mình cho nằm xuống, thì sau đó mình thấy cái sữa nó trào ra miệng. Cái này không phải là nôn, mà là sự trào ngược thức ăn và trong dạ dày lên vùng hầu họng. Và những cái thức ăn này đôi khi mình mới ăn xong nó chưa có tiêu, và do đó cái cảm giác nó có thể là chua ở miệng, cảm giác nóng ở cổ, vân vân. Và cái trớ này nó xuất hiện rõ khi thế cuối, hoặc là những cái vận động mà làm tăng lực thành bụng. Mấy bạn nhớ là trớ không phải là nôn ha. Nôn thường là một cái gắng sức, còn trớ này là tự nhiên mình thấy cái thức ăn nó trào lên dạ dày. Cái triệu chứng trớ này thực sự ra khi mà mình đi khám với các bệnh nhân, khi mà trong thực hành lâm sàng thì thường cái triệu chứng trớ này mình ít gặp ở người lớn, nhưng mà mình hay gặp ở trẻ con nhiều hơn. Như vậy thực sự ra với hai cái triệu chứng điển hình là ở nóng và ở trớ, thì mặc dù cái hướng dẫn người ta cho phép nếu tôi cho có hai cái triệu chứng điển hình, một trong hai triệu chứng điển hình này mà không có dấu hiệu báo động, thì tôi coi như rằng là bệnh nhân này có thể là có cái bệnh GERD, có thể là bị GERD. Nhưng mà thực tế cái nghiên tổng cái giá trị của hai cái triệu chứng này trong cái chẩn đoán GERD là nó ở mức độ nào, thì chúng ta thấy cái độ nhạy của nó khoảng 70%, nhưng cái độ chuyên biệt của nó rất là thấp. Cái độ chuyên biệt của nó là khoảng 67% thôi. Với như vậy, với cái độ chuyên biệt mà nó, độ nhạy mà nó thấp như vậy thì sao? Thì có những cái bệnh nhân có GERD nhưng không có hai cái triệu chứng ở nóng ở trớ. Hoặc là đôi khi bệnh nhân không có ở nóng ở trớ nhưng mà vẫn có thể có GERD. Ví dụ như là đối với achalasia, tức là co thắt âm vị á, 35% bệnh nhân có bệnh lý này có triệu chứng ở nóng.
hoặc là viêm thực quản gia tăng bạch cầu ái toan, 30% có thể có triệu chứng nóng giống như là một cái gờm vậy đó, hoặc một cái bệnh lý khác, viêm thực quản do nguyên nhân khác, sử dụng thuốc kháng viêm nông steroid, thậm chí ung thư thực quản và đặc biệt là ở nấm chức năng. Do đó chúng ta biết rằng là trong chẩn đoán mình có thể dựa vào hai cái triệu chứng điển hình, nhưng mình cũng biết được thêm cái độ nhạy và độ đặc hiệu để mình hiểu rằng hai cái triệu chứng điển hình đấy nó có cái giá trị như thế nào. Ngoài ra nếu bệnh nhân còn có thể đến khám ở bác sĩ tai mũi họng về những cái triệu chứng mà của gợt như nó biểu hiện ở tai mũi họng, hay mình còn gọi là LPA, tức là cái trào vượt thanh quản họng đó, như bệnh nhân có thể có khàn tiếng, tằng hắng, ho kéo dài, một cái cảm giác bị vướng ở họng, cảm giác luôn luôn tiếp tục gì trong họng khiến bệnh nhân phải tằng hắng và đau họng. Cái triệu chứng LPA, đặc biệt là cảm giác vướng ở họng, là một cái triệu chứng rất là khó điều trị, nó cực kỳ khó điều trị. Nhưng luôn luôn cứ sợ ung thư, cứ sợ có một cục gì ở trong họng của mình, nó là cứ đi soi, hết soi tai mũi họng rồi lại đi soi bên dạ dày. Thì mình khi nào có điều kiện mình sẽ đi vào cái nhóm bệnh lý này. Thường đa số bệnh nhân sẽ đến bác sĩ tai mũi họng trước khi đi đến bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa. Và đôi khi cái nhóm bệnh nhân mà có trào ngược tới thanh quản họng, nó lại không có những cái triệu chứng điển hình của gợt, ví dụ như là ở nóng hơi chớp. Đó rất là ít những cái nhóm bệnh nhân mà trào ngược thanh quản họng nó lại có những cái triệu chứng điển hình, thì mình gợi ý đến là cái này là do trào ngược từ dạ dày đến thực quản. Mình có một cái phương tiện thứ hai để chẩn đoán nhằm mà có thể có cái độ nhạy, độ đặc hiệu hơn trong vấn đề chẩn đoán gợt, thì người ta sẽ tập hợp những cái câu, những cái triệu chứng, những cái bộ câu, những cái câu hỏi về các triệu chứng và họ cho điểm. Thì hiện nay có hai cái bộ câu hỏi, một cái bộ câu hỏi là viết tắt là RDQ và một bộ câu hỏi, mà cái này thì các nghiên cứu Việt Nam của chúng ta cũng có sử dụng, vì mình không có cái tiêu chuẩn vàng nên mình sử dụng cái bộ câu hỏi này, đó là QQ. Tuy nhiên thì theo cái công thức tổng hợp á, cho đến năm 2015 thì cái bộ câu hỏi này thực sự ra cái hạn chế của nó cũng giống như là chúng ta chẩn đoán dựa vào triệu chứng điển hình thôi. Có nghĩa là nó không cải thiện hơn về độ nhạy và độ chuyên biệt. Ví dụ như một cái bộ câu hỏi đi là QQ, thì bộ câu hỏi này nó sẽ dựa vào là các triệu chứng và cái số triệu chứng xuất hiện, số một triệu chứng xuất hiện trong một tuần qua theo ngày á, thì người ta có một cái điểm, ví dụ như ở nóng này, ở chớ, ở chua này, đau bụng trên, đau vùng giữa bụng trên này, từ từ mình hay gọi là đau thượng vị đó, buồn nôn này, khó ngủ về đêm do ở nóng, ở chớ này, cần thêm uống thuốc khác và vân vân. Sau đó mình cho điểm. Thì khi mình cho điểm xong á, thì mình sẽ cộng điểm lại. Nếu mà số điểm này nó dưới 5, từ 0 đến 7 á, thì dưới khả năng là gợt là dưới 50%. Nhưng nếu nó từ 8 đến 18 điểm á, thì cái khả năng gợt lên đến 80%. Thì cái này sẽ giúp cho mình trong cái vấn đề chẩn đoán gợt. Một phương tiện mà chúng ta hay chỉ định cho bệnh nhân làm đó, nội soi tiêu hóa trên hay là nội soi thực quản dạ dày tá tràng. Thì cái vai trò của nội soi nó đứng ở đâu? Đối với bệnh lý, đối với gợt á, thì có thể chia làm ba cái loại tổn thương sau khi nội soi. Thứ nhất là cái mình soi và mình thấy có viêm thực quản trào ngược, viêm thực quản trào ngược, hoặc là mình thấy những cái biến chứng của cái trào ngược đó là thực quản Barrett. Thì khi mình thấy được cái hình ảnh trong nội soi á, thì chỉ khoảng 30% thôi, còn lại gần như á, là không thấy cái gì trên nội soi hết. 60-70% những cái bệnh nhân mà gợt mà không có cái tổn thương ở thực quản thì nên nội soi mình sẽ không thấy một cái dấu hiệu gì cả. Chính vì vậy mình thấy là 70-80% bệnh nhân bị gợt có thể là không chẩn đoán được vì không có tổn thương bằng nội soi. Như vậy cái vai trò nội soi là gì? Vai trò nội soi đầu tiên là giúp mình loại trừ các nguyên nhân khác của cái triệu chứng mà giống như gợt. Và thứ hai là có thể giúp mình là xác nhận được bệnh nhân là bị gợt dựa vào những cái thương khẩu mình phát hiện được ở trên nội soi, ví dụ như là viêm thực quản do trào ngược hay là Barrett thực quản. Tuy nhiên á, nếu mà cái người bệnh nhân này mà chưa từng được điều trị PPI á, thì cái viêm thực quản do trào ngược này á, thì mình có thể chỉ phát hiện được 30%. Nhưng nếu như bệnh nhân này đã uống PPI rồi á, thì trên không còn là 30% nữa, mà đôi khi cái tỷ lệ này nó sẽ giảm dưới 10%. Và đây cái phân loại của Los Angeles mà mình hay áp dụng hiện nay trong nội soi ở biển nước chúng ta, thì nó chia làm 3 mức độ là A, B, C, D. Cái mức độ A
hay B hay C hay D á, cái tùy thuộc vào cái tổn thương, cái vết xước á, vết xước ở trên thực quản này á là kích thước nó như thế nào. Thứ hai, nó nằm trên cái nếp niêm mạc hay nó lan ra nếp niêm mạc và nó lan ra đến mức độ nào. Ví dụ như ở mức độ A đi thì những cái nếp này, những cái vết xước này á, nó chỉ nằm trên nếp niêm mạc một vài vết thôi, và mình thấy kích thước của nó là sẽ dưới 5 mm. Còn ở mức độ B á, thì mình thấy cái vết xước này có thể cũng một vài vết hoặc nhiều hơn, nhưng nó dài hơn trên 5 mm. Còn ở mức độ C mình thấy là bắt đầu những cái vết xước này nó bắt đầu nó lan ra rồi, nó không còn nằm trên cái nếp niêm mạc nữa mà nó lan ra theo cái chu vi của cái thực quản, nhưng nó chưa vượt quá 3/4 cái chu vi của thực quản. Và D thì nó vượt quá 3/4 chu vi thực quản. Thông thường ở Việt Nam mình á, đa số khi nội soi á, mình thấy cái mức độ A và B là thường gặp nhất. Còn khi cái mức độ C này thì thỉnh thoảng mình gặp một số bệnh nhân thôi. Còn trong thực hành lâm sàng tới thì điểm này tôi cũng chưa gặp thấy bệnh nhân nào mà đến mức độ D. Tuy nhiên cái phân loại này mà để xác định chắc chắn không có giá trị trong chẩn đoán gợt á, thì thường á, là người ta lại yêu cầu cái từ mức độ C trở lên. Còn Barrett, thực quản Barrett là sao? Thực quản Barrett là một cái biến chứng của cái trào ngược của gợt. Thực quản Barrett thì mình hiểu là cái niêm mạc thực quản của mình á, nó được biểu mô, được lắp một biểu mô vảy lát tầng. Khi cái biểu mô vảy lát tầng này nó bị được thay thế bằng biểu mô trụ, tức là cái biểu mô của ruột á, thì lúc đó mình gọi là thực quản Barrett. Thì thường thường cái thực quản Barrett này á, nó nằm ở cái vị trí thường nhất á, là cái vị trí chỗ cái bờ giới hạn giữa cái thực quản với dạ dày. Đây là một cái hình ảnh của thực quản Barrett. Thường mình chẩn đoán xác định á, thường nó đòi hỏi từ biểu mô học. Cái hình này nó vừa thấy cái ban thực quản Barrett cộng với cái ung thư thực quản luôn. Thì cái thực quản Barrett này thì mình sẽ có những cái hướng dẫn riêng dành riêng cho thực quản Barrett mà những bệnh nhân như thế này thường được chỉ định điều trị PPI rất là kéo dài, vì nó là một trong những cái gọi là nguy cơ ung thư và thường gặp trên một người còn những cái người trào ngược thực quản mà có một số yếu tố về nguy cơ. Mình quay lại cái hướng dẫn của cái trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ trong vấn đề chẩn đoán gợt, thì mình thấy cái vai trò của nội soi, nhắc lại cái vai trò của nội soi ha, thì nội soi tiêu hóa trên á, thì không đòi hỏi nếu bệnh nhân có triệu chứng báo động, không đòi hỏi có triệu chứng báo động, nhưng mà nếu bệnh nhân có bất kỳ một triệu chứng không đòi hỏi nếu bệnh nhân có triệu chứng đặc hiệu, tức là ở nóng bởi trớ, nhưng nội soi thì bắt buộc với tất cả những bệnh nhân nào mà chỉ cần có một triệu chứng báo động thôi là mình đã phải nội soi rồi. Để mục tiêu là gì? Mình loại trừ, tìm mình tầm soát ung thư hoặc là những biến chứng có nguy cơ cao. Và cái nội soi này lặp lại sau khi mình một đợt điều trị thì không có chỉ định, nếu mà bệnh nhân này mà có đáp ứng điều trị là bệnh nhân này không phải là thực quản Barrett hoặc không có một cái triệu chứng gì mới thì mình không đòi hỏi bệnh nhân này lặp lại nội soi. Mình có một cái phương tiện nữa mà đôi khi mình áp dụng ở phòng khám á, đó là cái mình điều trị thử. Thì điều trị thử là mình sẽ sử dụng cái thuốc điều trị thử là ức chế bơm proton á chị nha. Khi mà điều trị thử là sử dụng ức chế bơm proton, chứ mình không có điều trị thử bằng những cái thuốc khác, ví dụ như antacid, anginat hay là ức chế thụ thể H2 vân vân, có rất là nhiều thuốc. Nhưng mà đã gọi là điều trị thử thì mình sẽ điều trị thử bằng thuốc ức chế bơm proton, mình gọi là PPI. Thì khi nào mình điều trị thử? Mình điều trị thử khi mà bệnh nhân nó có triệu chứng cổ điển hay là gọi là có triệu chứng đặc hiệu á. Những cái triệu chứng đó là ở nóng, ở trớ, và một lần nữa họ nhắc lại là không có dấu hiệu báo động với chị ha. Có dấu hiệu báo động là phải đi soi dạ dày liền, soi đường tiêu hóa trên liền. Và cái ngưỡng cao nhất về bằng chứng của vấn đề điều trị thử thì người ta có làm tới meta-analysis. Nhưng nhớ rằng là nếu mà điều trị thử mà bệnh nhân không có đáp ứng, điều trị thử bây giờ là phải điều trị 8 tuần đó chị nha, chứ phải điều trị mới có 2 tuần bệnh nhân không có đáp ứng là mình coi như là thất bại đâu. Thì là nếu mà mình điều trị thử mình thấy không có đáp ứng gì hết á, thì mình cũng không loại được bệnh trào ngược dạ dày thực quản đâu. Như vậy mình xem lại thêm là lý do tại sao cái điều trị thử của mình á, cái độ nhạy độ kia nó cũng không cao lắm đâu mấy anh chị. Tại vì sao? Vì có những cái bệnh lý không phải là bệnh trào ngược dạ dày thực quản nhưng người ta vẫn đáp ứng chế bơm proton. Ví dụ người ta trong cái nghiên cứu này họ thấy rằng là 69% bệnh nhân mà viêm thực quản thôi, hoặc là 49% bệnh nhân có trào ngược nhưng không có tổn thương trên thực quản, và 35% bệnh nhân nội soi bình thường, làm cái pH monitoring cũng bình thường luôn,
nhưng mà điều trị thử nó vẫn đáp ứng, nó vẫn cải thiện triệu chứng. Và trong nhóm bệnh nhân mà có triệu chứng điển hình gọi là triệu chứng ở nóng đi, thì cái điều trị thử này nó có cái độ nhạy cũng chỉ 71% thôi và độ chuyên biệt 44% thôi. Như vậy với cái độ chuyên biệt 44% tức là âm giả đó, thì khi mình điều trị thử không đáp ứng á, thì mình cũng cái khả năng bệnh nhân này mà không phải là gợt á cũng chỉ có khoảng 44% thôi. Do đó anh chị nhớ là cái điều trị thử này á, nó cũng chỉ có một ở cái mức độ nào đó thôi, chứ nó không có cái độ chuyên biệt cao. Nhưng mà trong thực hành lâm sàng, khi chúng ta ngồi ở phòng khám á, thì khi chúng ta tiếp cận với ba nhóm triệu chứng, mình thấy bệnh nhân này có khả năng là gợt dựa vào triệu chứng điển hình, thường nhất là ở nóng, không có triệu chứng báo động, thì mình có thể tiến hành mình điều trị thử bằng PPI. Ngoài ra thì còn có những cái phương tiện chẩn đoán, nãy giờ mình đã trình bày những phương tiện chẩn đoán rồi đó. Tuy nhiên cái phương tiện chẩn đoán mà gọi là tiêu chuẩn vàng nó vẫn dựa vào cái pH thực quản 24 giờ hay là pH trở kháng. Đây là cái tiêu chuẩn vàng. Cái tiêu chuẩn vàng, mà cái tiêu chuẩn vàng này thường thường mình không có áp dụng liền trên những bệnh nhân mới đến khám mình vì những cái triệu chứng gợt đâu. Mình sẽ có những cái chỉ định khi mình làm cái pH này, thường thường nó rơi vào cái nhóm bệnh nhân gợt kháng trị mà mình sẽ trình bày trong những lần sau á, thì mình sẽ thấy thường thường cái chỉ định này nó sẽ thường có cái chỉ định này hơn. Giờ mình xem cái nội soi theo cái đồng thuận Lyon mới nhất năm 2018, thì nội soi á, mình xác định chắc chắn là gợt á, khi mình thấy cái barret thực quản đoạn dài tức là ở mức độ C và D, hoặc là có biến chứng là chít hẹp thực quản. Còn ngay cả mà có tổn thương thực quản, viêm thực quản mức độ AB ở trên nội soi thôi á, thì cái bằng chứng này cũng chưa là xác định đâu, nhưng mình vẫn rất là nghi ngờ. Ngoài ra còn có những cái bằng chứng ủng hộ khác về mô bệnh học vân vân, hoặc là trở kháng niêm mạc thấp. Nhưng ngoài cái Lyon này ra, Lyon này mấy chị thấy hầu hết nó dựa vào những cái phương tiện về cận lâm sàng nhiều hơn là dựa vào triệu chứng báo động. Như vậy liệu cái triệu chứng, những cái triệu chứng dựa vào triệu chứng đặc hiệu, chứ như vậy liệu cái giá trị của triệu chứng đặc hiệu khi mà xác định hoặc nghi ngờ một cái bệnh gợt nó như thế nào, thì chúng ta xem qua cái slide này. Slide này là của tác giả vào năm 2018 đăng trên cái tạp chí Gut, là một cái tạp chí khá là nổi tiếng. Trong đó họ sẽ đánh giá cái khả năng người này bị gợt cao hay trung bình hay thấp. Chúng ta dựa vào cái phenotype của lâm sàng á. Thứ nhất về triệu chứng đi. Triệu chứng nội soi, tiêu chuẩn Rome và đồng thuận Lyon hồi nãy tôi trình bày rồi. Thì bệnh nhân mà được xem là có cái khả năng gợt rất là cao á, thì mình lại lần nữa mình thấy triệu chứng đó là hai triệu chứng điển hình là ở nóng và trớ. Về nội soi cũng vậy thôi. Tức là cái viêm thực quản này á, nó phải có ở mức độ cao, tức là thường là độ C và D á, hoặc là có barret thực quản hoặc chít hẹp thực quản. Về cái tiêu chuẩn Rome 4 á, thì mình lại thấy này, người ta lại dựa vào cái pH monitor, tức là dựa vào cái theo dõi pH trong thực quản, thường thường là mình không có áp dụng được trong cái phòng khám thông thường ha. Còn những cái trường hợp mà nó có khả năng ở mức độ vừa phải thôi á, thì triệu chứng đó là bệnh nhân có triệu chứng đau ngực, đương nhiên là đau ngực không do tim á, mình phải loại trừ bệnh lý tim mạch ra. Hoặc là viêm thực quản ở mức độ A và B theo phân loại George Angeles ha, hoặc là những bệnh nhân này đáp ứng khám thì bình thường, nhưng bệnh nhân đáp ứng trên cái điều trị của PPI của mình ha, đáp ứng điều trị PPI theo Rombo, thì mình cũng có thể đây là với gợt ở mức độ trung bình. Còn cái khả năng gợt nó thấp hơn á, khi bệnh nhân đến với những cái triệu chứng mà liên quan đến tai mũi họng, ví dụ như ho hoặc là những cái triệu chứng về thực quản vân vân. Bây giờ như vậy cái phần chẩn đoán mình đã lượt qua rồi ha. Đầu tiên mình sẽ dựa vào triệu chứng báo động ha, và triệu chứng điển hình để mình chẩn đoán. Phải loại trừ triệu chứng báo động. Thứ hai, nếu mình thấy triệu chứng điển hình nó không có rõ ràng, thì mình có thể phải dựa vào bộ câu hỏi, mình dựa vào nội soi đối với những cái trường hợp mà mình muốn loại trừ những nguyên nhân khác, hoặc mình thấy bệnh nhân có một cái tiền căn triệu chứng về nghi ngờ rồi kéo dài, mình có thể nội soi để mình phát hiện cái tổn thương trên nội soi. Hơn nữa, đi sâu hơn nữa thì mình có thể làm cái phương tiện, những cái phương tiện khác hơn mà mình thường thường không có điều kiện, hiện nay vẫn chưa có ở thành phố Hồ Chí Minh đó, hoặc là ở miền Trung, ví dụ như pH monitoring vân vân. Bây giờ mình qua cái điều trị, thì cái điều trị hiện nay về gợt á, cái mới nhất 2012 trong UpToDate, nó sẽ tổng hợp lại một số hướng dẫn của các tổ chức, một tổ chức về tiêu hóa trên thế giới. Nhưng mà cái của ACG, tức là trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ 2019, thì nó có nói về cái axit, trào ngược axit, về hướng dẫn của cái hiệp hội tiêu hóa ở Mỹ ấy, thì mình có năm 2018
những cái hướng dẫn của tổ chức tiêu hóa thế giới, mình có 2017, mình có cái đồng thuận về châu Á Thái Bình Dương về cái gợt kháng trị năm 2016. Thì tôi sẽ đi vào những cái chung thôi để mình chỉ có thể áp dụng trong điều trị. Cái nguyên tắc cơ bản của điều trị là gì và cái mục tiêu điều trị là cái gì? Cái mục tiêu điều trị bệnh nhân đến với mình vì triệu chứng gì thì mục tiêu của mình phải giải quyết cho được cái triệu chứng đó. Còn nếu mình không giải quyết được cái triệu chứng đó thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ bỏ mình đi khám chỗ khác, đúng không ạ? Thành ra bệnh nhân đến với mình triệu chứng gì, đầu tiên là mình phải giải quyết cho xong cái triệu chứng đó. Cái mục tiêu kế tiếp là gì? Nếu trên nội soi bệnh nhân có tổn thương thực quản như là viêm thực quản á, thì mình phải làm sao mình điều trị cho nó lành. À, vậy bệnh nhân mà ngoài ra mình phải phòng ngừa nữa, mình phải điều trị hoặc phòng ngừa những cái biến chứng nữa. Nếu bệnh nhân nó có những cái biến chứng ví dụ như thực quản Barrett đi, thì mình phải điều trị nó ăn hoặc là mình phải phòng ngừa những cái biến chứng đó. Và cái quan trọng nhất, cái quan trọng mà đôi khi mình quên, đó là mình phải duy trì với sự thuyên giảm kéo dài. Tức là mình giải quyết được triệu chứng đó rồi, nhưng bệnh nhân phải có một thời gian là không có triệu chứng kéo dài, chứ phải bệnh nhân ổn. Sau đó 3-4 tuần sau lại xuất hiện triệu chứng, lại đi khám. Đi khám xong có một thời gian ổn, xong lại 3-4 tuần hoặc 1-2 tháng lại xuất hiện triệu chứng trở lại nặng như vậy lại đi khám. Thế như vậy mình không đạt được cái mục tiêu đó, là cái mục tiêu mình giữ cho cái bệnh nhân này là không có triệu chứng hoặc là những cái triệu chứng nhẹ mà nó không ảnh hưởng đến chất lượng sống của bệnh nhân. Về nguyên tắc đó là gì? Nguyên tắc luôn luôn đó đầu tiên là can thiệp lối sống. Với cái ở một số cái cơ sở y tế mà mình chỉ khám một ngày một buổi mà rất là nhiều bệnh nhân, có thể lên đến hàng trăm bệnh nhân á, thì đôi khi cái can thiệp lối sống này mình không có thời gian tư vấn bệnh nhân, mình không có dặn dò bệnh nhân, mà mình chỉ tập trung vào vấn đề cho thuốc thôi, thì như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả điều trị rất là lớn. Tất cả những bệnh nhân gặp cái can thiệp đầu tiên hết là cái thay đổi lối sống. Và tôi đã có những cái bệnh nhân theo cái điều trị của tôi ấy, kinh nghiệm của tôi là đôi khi á, mình can thiệp lối sống thôi nó đã có thể giảm từ 30-50% triệu chứng rồi, mà mình chưa cần phải can thiệp thuốc. À, đầu tiên là can thiệp lối sống và can thiệp như thế nào thì chúng ta sẽ bàn sau. Thứ hai á, hầu hết các triệu chứng của nó là do axit đã trào từ dạ dày lên thực quản. Do đó mình điều trị cái gì? Mình điều trị là mình làm sao cái trung hòa axit tại chỗ, làm sao các chất nó trào lên, vẫn trào nhưng mà nó không còn là axit nữa, để làm giảm triệu chứng và nó làm giảm những cái biến chứng. À, như vậy á, đôi khi bệnh nhân nó sẽ hỏi mình đó, nếu mà bệnh nhân mà hỏi mình là bác sĩ ơi sao tôi phải uống thuốc mãi như vậy, tại sao tôi không ngưng được, cái bệnh này có điều trị dứt điểm hết hẳn 100% hay không, thì bệnh nhân nên mình phải nhớ rằng mình đang điều trị cái phương pháp nào. Nếu mình chỉ đang điều trị về mặt nội khoa thì có nghĩa là mình chỉ làm cho những cái chất trào lên nó vẫn có trào nhưng mà nó không còn là axit nữa, hoặc đôi khi nó trào chất kiềm thì nó bớt chất kiềm đi, nó làm cho trung tính hơn, làm cho những cái triệu chứng nó không xuất hiện, chứ không có nghĩa là chúng ta có thể điều trị hoàn toàn cái bệnh cơ. Nhưng mà điều trị của chúng ta có thể là gì? Sau đó mình sẽ điều trị duy trì, hoặc đôi khi bệnh nhân ổn mình chỉ can thiệp vào lối sống thôi thì có thể kéo dài một khoảng thời gian, có thể là 2-3 tháng, thậm chí 5-6 tháng, có thể kéo dài cả năm mà bệnh nhân không cần sử dụng thuốc. Về cái can thiệp lối sống thì mình nên dành thời gian để mình hướng dẫn cho bệnh nhân. Thì tốt nhất đó là các phòng khám mình chỉ làm một cái leaflet, là một cái tờ rơi vậy đó. Mình chỉ ghi sẵn các cách can thiệp lối sống, bệnh nhân nên thế nào, ăn ra làm sao, ngủ ra làm sao, sử dụng cà phê, thuốc rượu như thế nào. Mình làm cái tờ đó, nếu mình không có thời gian nhiều thì mình sẽ phát cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân khám, ngay cả các phòng khám của tôi cũng vậy, tôi cũng làm sẵn một cái tờ như vậy. Để nhiều lúc mình dặn bệnh nhân như vậy đó, nhưng mà bệnh nhân không có nhớ đâu. Không có nhớ, hoặc là mình có thể in vô luôn cái toa thuốc của mình. Đối với những bệnh nhân nguy cơ, tốt nhất là để mình làm cái tờ rời ra mình phát cho bệnh nhân ha. Người ta thấy có những cái vấn đề sau nó có thể liên quan đến cái gợt. Ví dụ như ở những người mà quá cân, những người mà có BMI cao á, những người tăng cân hoặc là những người béo phì, dư cân béo phì, cái nguy cơ triệu chứng gợt nó sẽ cao hơn. Nếu ăn nhiều chất béo thì cái nguy cơ mắc bệnh gợt cũng nhiều hơn. Người ta thấy uống nước Coca là một yếu tố nguy cơ của ở nóng khi ngủ. Vai trò của cà phê, rượu, thuốc lá như thế nào thì người ta vẫn chưa thấy rõ ràng. Cà phê có thể làm tăng ở nóng ở một số bệnh nhân, nhưng mà người ta vẫn chưa thấy rõ cái cơ chế. Về thay đổi lối sống hay là can thiệp về lối sống thì tôi thấy là trong cái toa thuốc hoặc là đôi khi trong những cái tư vấn của bác sĩ thì là khuyên bệnh nhân rất là nhiều. Khuyên nhiều lắm, khuyên từ cách ăn, cách uống, thức ăn gì. Khuyên gần như là hết luôn á, khuyên gần như hết.
Như vậy là cái triệu chứng của bệnh nhân đôi khi nó chưa ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhiều, thì ngay kiêng cử của mình nó đã làm cho bệnh nhân mất chất lượng cuộc sống mà. Một số bệnh nhân có nói với tôi rằng, trời ơi bác sĩ ơi, nếu ăn kiêng cử này thôi sống làm gì, sống chi cho nó khổ dữ vậy. Rồi mình ngồi nhớ mỗi lần ăn nó phải nhớ ở cái món này có nên ăn hay không, rồi như thế nào. Thành ra cái về thay đổi lối sống, mình chỉ tập trung vào những cái mấu chốt, những cái gì mà phải thay đổi mà trên thực trên có những cái bằng chứng rõ ràng về mặt y khoa, tức người ta gọi là có chứng cứ. Thì đây là một cái phân tích nghiên cứu, phần một cái meta analysis về thay đổi lối sống năm 2016. Họ tổng hợp lại hết thì họ thấy rằng là gì, kết quả là gì, có bốn thứ mà mình chỉ nên nhớ để mình dặn bệnh nhân nếu mình gặp một bệnh nhân quá cân, quá cân béo phì. Và những bệnh nhân đặc biệt là cái béo bụng, Việt Nam mình nhiều lúc chẳng béo phì chẳng quá cân đâu, cân nặng nó có cao đâu, không có nhiều cũng chẳng béo phì, BMI không có tăng, nhưng mình thấy người ta nó bụng bự mà, bụng mới gọi là béo phì trung tâm đó. Mình chỉ để những cái đó. Còn nếu kéo quá cân béo phì thì phải giảm cân, nếu mà đang hút thuốc lá thì phải ngừng hút thuốc lá. Vì những cái này có những cái chứng cứ về mặt y khoa cho thấy rằng nó có thể cải thiện được cái triệu chứng của người. Đầu tiên là giảm cân và ngừng thuốc lá ha. Còn vấn đề ăn ngủ ra sao thì đầu tiên là tránh ăn tối muộn. Tránh ăn tối muộn là sao, có nghĩa là từ khi ăn đến khi ngủ phải trên 3 tiếng đồng hồ. Trên 3 tiếng đồng hồ, nhiều bệnh nhân mới kể bác sĩ ơi, tôi đi làm về 10 giờ đêm rồi mới ăn cơm, 3 tiếng đồng hồ rồi 1 giờ sáng tôi mới ngủ rồi sao, thế thì làm sao ngủ được. Nhưng mà tôi không ngủ đủ giấc thì lúc đó mình tính sao. Những trường hợp đó mình sẽ có cách là lúc đó mình phải dập thuốc cho trước khi bệnh nhân đi ngủ ha. Và khi ngủ như vậy thì đôi khi bệnh nhân phải nằm nâng cao cái đầu giường. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh cái nâng cao đầu giường, mình chỉ thấy không, đây là nâng cao đầu giường chứ phải kê gối nha. Tôi thấy có những cái toa hoặc những cái tư vấn của bác sĩ trong đó ghi rất là rõ là kê gối cao, rồi đó ơi, nằm mà kê gối cao một hồi là bệnh nhân chưa hết cái gợt này rồi á, thì nó xuất hiện thêm cái thoái hóa cột sống cổ. Nâng cao đầu giường có nghĩa là mình nâng lên từ phần bụng cho đến bụng đầu, nằm ở tư thế này ha. Và thường là nằm nghiêng trái, tí nữa tôi sẽ phân tích xem tại sao phải nằm nghiêng trái mà không nằm nghiêng phải. Và trên thị trường hiện nay họ bán cái gối mà, cái gối cho bệnh nhân cào ngược, họ bán trên mạng rất là nhiều. Đây là một cái hình cái gối lắm anh chị, cái bệnh nhân nằm nghiêng sang trái nha, và nằm trên cái gối như thế này. Còn nếu không có cái gối này thì thôi mình phải kê cái chân giường lên, mình kê chân giường lên cao cỡ khoảng 2-3 cm thôi ha. Chứ còn nằm mà mình chèn cái gối mà thông thường của mình, đôi khi tối ngủ nó mình lăn qua lăn lại hồi nó rớt ra mất tiêu, nó rớt ra, nó rớt cái đầu xuống một đầu, cái hồi bắt đầu cái ngứa ngứa họng ho là ở nóng hay là phải ngồi vậy. Thành ra tóm lại là cái can thiệp vào lối sống, nó chỉ nhớ 4 thứ: giảm cân nếu mà quá cân, dư cân hoặc béo phì, ngừng hút thuốc lá, tránh ăn tối muộn và nâng cao đầu giường. 4 cái này là 4 cái mình có thể là mình ghi nốt ở trong cái toa thuốc, mình sẽ dễ nhớ ha. Đây là cái tư thế tại sao phải nằm nghiêng trái, nằm nghiêng phải. Nên khi mình nằm nghiêng phải nên chị, để cái chất axit trong dạ dày á, nó rất là, nó sẽ trào lên thực quản rất là rõ ràng. Và khi mình nằm nghiêng trái như vậy thì mình thấy rõ ràng cái chất axit dạ dày nó nằm ở đây, nó nằm trong dạ dày, nó sẽ hạn chế trào lên. Thành ra đôi khi tôi dặn bệnh nhân của tôi là nằm nâng cao đầu giường ha, nằm nghiêng trái. Thì đôi khi những cái triệu chứng về đêm á, khó chịu nhất là triệu chứng về đêm, ăn xong nằm một cái là bắt đầu nó ngứa ngứa họng, nó ho, sau đó nó ở nóng, nó làm tùm lum hết, bệnh nhân phải thức dậy, phải ngồi dậy một hồi lâu hoặc đi tới đi lui bệnh nhân mới nằm trở lại được. Thì ngay cái mà tư thế nằm và mình tránh ăn tối muộn thôi á, thì mình có thể cải thiện được phần nào các triệu chứng trong một ngày đêm. Về thuốc thì nó có nhiều thuốc lắm. Trong bệnh lý đau ngực dạ dày thực quản thì mình có rất là nhiều thuốc. Đây là tôi kể liệt kê ra hết những cái thuốc thông thường thôi. Antacid, alginate, ức chế thụ thể H2, ức chế bơm proton, thuốc prokinetic, tức là thuốc tăng vận động dạ dày đó, sulfaphat, baclofen, điều chỉnh cảm giác đau. Bây giờ tất cả những cái thuốc này trong guideline đều có hết mấy chị nha. Hồi xưa mình thấy cái sulfaphat nó tập trung cho phụ nữ có thai, nó không có đưa vào guideline đâu, vừa hướng dẫn đâu, bây giờ nó cũng có. Baclofen cũng có, điều chỉnh cảm giác đau thường là thuốc chống trầm cảm 3 vòng vân vân thì cũng có. Nhưng về phía phòng khám mà mình tiếp cận ban đầu thì mấy chị nhớ cho tôi cái 3 cái nhóm thuốc đầu, và có thêm nữa là sulfaphat. Còn những cái baclofen hoặc điều chỉnh cảm giác đau thường từ khi mình tiếp cận bệnh nhân mà nó gọi là gần khám trị, tôi áp dụng những cái phương tiện thông thường mà không hết thì tôi mới đề cập đến. Cho đó hai cái loại thuốc này tôi sẽ không đề cập sâu, không đề cập kỹ trong cái bài hôm nay, mà tôi sẽ dành thời gian để nói trong cái buổi trình bày về gần khám trị.
Bây giờ nói cái đầu tiên giữa antacid và hyaluronat. Thông thường á, bệnh nhân có triệu chứng á, cái gì mà thuộc tiêu hóa trên á, là bệnh nhân sẽ đi tự mua thuốc uống trước đi. Hầu hết bệnh nhân Việt Nam của mình sẽ mua thuốc uống trước khi mà đến khám bác sĩ, trừ trường hợp nó trầm trọng kinh khủng quá là phải đi khám liền thôi. Các bệnh nhân hay mua bây giờ ở ngoài là những cái thuốc gói, thì thường thường có triệu chứng đôi khi bệnh nhân nghĩ đó là triệu chứng của dạ dày. Những cái thuốc gói thì thuốc gói hiện nay nó có loại antacid, trung hòa acid, hay là những cái thuốc gói có isinat. Thì isinat trên thị trường của mình là cái gaviscon đó mấy anh chị. Thì cơ chế của cái gaviscon này nó khác với cái antacid. Cái isinat nó có tác dụng nôm na dễ hiểu là khi mình uống vào sau ăn thì nó tạo một cái hàng rào trắng giữa dạ dày và thực quản để nó hạn chế cái chất trào lên từ acid hoặc là những cái chất khác trào lên từ dạ dày đến thực quản. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp cho thấy rằng là cái isinat này nó có hiệu quả trong vấn đề điều trị triệu chứng của cơ, và hiệu quả của nó gấp 5 lần so với antacid thông thường và so với placebo, là 4,42 khoảng 5 lần. Với cái isinat này cũng có thể sử dụng được an toàn để phụ nữ có thai nữa. Thì cái isinat cơ chế hoàn toàn khác đó mà, nó không phải là trung hòa acid, nó không có tác dụng trung hòa acid nhiều đâu. Cơ chế chính của nó là chủ yếu nó tạo nên một cái hàng rào, một cái mảng ngăn giữa dạ dày với thực quản thôi. Khi mình chỉ cho thuốc bệnh nhân uống á, thì cái isinat này liều của nó từ 3 đến 4 gói, uống theo 3 bữa ăn, tức là uống xong trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì mình uống thuốc vào. Sau khi ăn chứ thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau mình uống thuốc vào. Còn antacid thì muốn có hiệu quả kéo dài 4 tiếng mấy chị phải cho uống sau ăn 2 giờ nha. Antacid không có uống trước ăn nha mấy chị, không uống trong bữa ăn nha. Khi nào bệnh nhân đau thì có thể uống để bớt đau, và thường thì uống sau khi ăn 2 giờ. Isinat là uống sau ăn hoặc trong vòng 1 giờ. Và isinat liều của nó từ 3 gói theo 3 bữa ăn, và có thể là uống trước khi đi ngủ. À, đây là một cái phương tiện mà uống trước ngủ đó mấy chị, giúp cho bệnh nhân có thể giảm cái triệu chứng cơn về đêm. Trong những trường hợp mà bệnh nhân ăn trễ quá ha, thì mình chỉ có thể cho uống thêm isinat. Cái thuốc thứ hai mà trước đây mình sử dụng nhiều nhưng bây giờ tôi thấy hiếm lắm, hiếm khi mấy anh chị cho, đó là thuốc ức chế thụ thể H2, viết tắt là H2RA. Thuốc ức chế thụ thể H2. Đối với cái thuốc mà ức chế thụ thể H2 này á, hiện nay á, một số hướng dẫn thậm chí tới năm 2020 đi, người ta vẫn khuyến cáo cho bệnh nhân sử dụng trước khi bắt đầu PPI thuốc ức chế bơm proton đối với những cái trường hợp mà gờ có nhẹ thôi, cái triệu chứng gờ khá là nhẹ, nó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống ha, thì mình có thể sử dụng. Nhưng mà do ở thị trường Việt Nam của mình á, hiếm khi thấy sử dụng lắm. Thường thường ức chế thụ thể F2 ví dụ như cimetidine, ranitidine ha, rồi famotidine, rồi nizatidine. Thì hồi trước đây mình không có xài cimetidine rồi, nhưng mà thường hồi đó mấy bạn có thể sử dụng ranitidine hoặc nizatidine. Thì mình thấy khi mà người ta làm một cái meta, một cái phân tích tổng hợp giữa cái thuốc ức chế thụ thể H2 này với thuốc ức chế bơm proton á, thì người ta thấy rằng đối với những trường hợp mà có tổn thương thực quản á, thì khả năng mà thuốc ức chế bơm proton nó làm lành á, nó có khoảng trên 10 lần, 11, 12 lần gì đó. Trong khi cái thuốc ức chế thực thể H2 nó cũng bằng 3-4 lần thôi. Thế vậy rõ ràng là PPI nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Và ngay cả khi trên cái nghiên cứu người ta làm phân tích tổng hợp cũng để giảm triệu chứng thôi, tức là bệnh nhân này không có tổn thương trên thực quản mà dùng để giảm những cái triệu chứng do trào ngược thôi á, thì cái PPI này cái hiệu quả của nó cũng vẫn là gấp 5 lần so với placebo, trong khi cái thuốc ức chế thực thể H2 nó cũng chỉ khoảng 2 lần thôi. Như vậy rõ ràng á, đây là một nghiên cứu phân tích tổng hợp năm 2017 ha, thì là cái PPI này nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái thuốc ức chế thụ thể H2. Cái thuốc ức chế bơm proton á, thì khi mình sử dụng á, muốn có cái hiệu quả thì mình phải nắm được cái cơ chế hoạt động của nó để mình có thể sử dụng đạt được cái hiệu quả tối ưu. Mình biết cái thuốc ức chế bơm proton này là một cái product, tức là một cái thuốc tiền chất, nó muốn được ức chế bơm proton thì nó phải được hoạt hóa thành cái dạng hoạt động. Khi cái PPI này được uống vào ở trong máu với pH là 7,4 thì nó chưa có hoạt động gì cả, nó sẽ theo máu đến cái tế bào thành ha, tới cái tế bào mà tiếp nhận axit, tế bào thành hay gọi là tế bào viền nữa, thì nó sẽ được đưa đến vào cái tiểu quản bài tiết. Ở tiểu quản bài tiết này á, cái pH của nó là dưới 2. Ở cái pH này thì
ức chế bơm rổ tâm nó mới được hoạt hóa, được sulfenamide thành một cái dạng là sulfenamide, SS sulfenamide. Thì cái SS sulfenamide này nó mới ức chế được cái bơm rổ tâm H cộng K cộng ATPA, tức là cái bơm mà bơm H cộng vào và đẩy K cộng vào trong á. Như vậy á, những trường hợp mà mấy chị sử dụng thuốc trước đó mà làm cho cái môi trường axit của tiểu quản bài tiết này nó không còn nữa, mà đẩy lên trên 2, 3, 4 vân vân á, thì cái bơm, cái thuốc PPI này nó không được hoạt hóa, và thuốc ức chế bơm proton không được hoạt hóa, thì lúc đó nó sẽ không ức chế tốt cái bơm proton đâu à. Như vậy cái đầu tiên muốn hoạt hóa được cái thuốc ức chế bơm proton để có hiệu quả thì nó phải tùy thuộc vào môi trường axit của cái tiểu quản bài tiết. Và thứ hai nữa, nó còn tùy thuộc vào cái pK của cái PPI, tức là cái pH mà tại đó 50% PPI được hoạt hóa. Như vậy dựa vào cái cơ chế như vậy á, thì mình sẽ xem cái cách uống của thuốc ức chế bơm proton làm sao cho nó hiệu quả. Thuốc ức chế bơm proton này nó hiệu quả nhất khi tế bào thành bị kích thích để tiết ra axit sau bữa ăn. Cái tế bào thành mà tế bào tiết axit á, nó không phải lúc nào nó cũng ở giai đoạn tiết axit đâu. Nó chỉ tiết axit khi mà xuất hiện sau bữa ăn vài giờ thôi. Do đó mình muốn làm sao cho thuốc ức chế bơm proton của mình rơi vào vào cái thời điểm mà tế bào thành được kích thích, thì mình phải cho bệnh nhân uống cái thuốc này trước khi ăn từ 30 đến 60 phút. Tại sao phải uống trước ăn 30 đến 60 phút? Vậy khi uống trước ăn như vậy thì nó mới có thời gian nó vào máu, sau đó nó có thời gian nó mới đến tế bào thành ngay tại thời điểm mà nó được kích thích để tiết axit, là thời điểm sau khi ăn vài giờ. Như vậy cái mình nhớ đầu tiên khi mình kê toa cho bệnh nhân ở phòng khám, mấy chị phải ghi là ví dụ Nexium 40mg, mấy chị phải ghi là một viên uống trước khi ăn sáng, trước khi ăn sáng thì tôi nói sai, tại sao lại sáng nha, trước khi ăn sáng từ 30 đến 60 phút và tốt nhất tầm khoảng từ 30 đến 45 phút, nhưng sau đó phải ăn. Đôi khi á, mình ghi trước ăn như vậy thì bệnh nhân sẽ hỏi bác sĩ ơi tôi không ăn sáng, bây giờ tôi uống thuốc rồi tôi không ăn có được không? Mấy chị cho bệnh nhân uống thuốc PPI vào mà không có ăn sau đó thì cái tế bào thành này không được kích thích tiết axit, thì cái viên thuốc của mình không có đạt được cái hiệu quả. Tại sao ăn sáng ha? Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, cái này cũng có nhiều người hỏi á. Khi mình muốn làm sao mà cái thuốc ức chế bơm proton mình á, khi nó được huy động tới cái tiểu quản bài tiết vào cái thời điểm mà bơm proton được huy động nhiều nhất, cái bơm một lông được càng được huy động tới vùng này càng nhiều á, thì nó ức chế càng nhiều và như vậy tiết axit nó sẽ càng giảm. Thì nguyên tắc là cái bơm proton nó được huy động nhiều nhất trong tế bào thành sau một thời gian mình nhịn đói kéo dài. Cái thời gian mình nhịn đói kéo dài lâu nhất á, là sau là buổi tối, tức là mình ăn tối xong nhiều lúc mình ngủ đến sáng luôn, hay đến sáng nhiều lúc kéo dài đến 8 tiếng, 10 tiếng là cái thời gian mình không có ăn gì hết. Do đó những cái hướng dẫn họ không có dùng từ ăn sáng đó, mà họ dùng cái từ là nên uống trước bữa ăn đầu tiên trong ngày. Và thông thường cái bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình là bữa ăn sáng. Như vậy nếu trường hợp mà tôi không ăn sáng thì bữa ăn đầu tiên trong ngày là bữa ăn trưa. Vậy phải đúng không ạ? Như vậy tùy theo mỗi bệnh nhân họ sẽ thấy là cái bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình là bữa nào, thì họ phải uống thuốc trước cái bữa ăn đầu tiên trong ngày từ 30 đến 60 phút. Và bắt buộc sau khi uống thuốc là phải ăn nha mấy anh chị. Ăn cái gì ạ? Không có ăn chay. Nếu mà ăn chỉ ăn chay ở đây là ý tôi nói là không có đạm á, chứ còn nếu mà ăn chay mà có đạm như là nấm, đậu hũ vân vân thì vẫn có chất đạm. Cái chất đạm là chất giúp cho mình kích dạ dày, kích thích dạ dày tiết axit. Còn nếu mà chỉ ăn carbohydrate tinh bột thôi á, hoặc mỡ thôi á, thì mình không có kích thích cái tế bào thành hoặc là kích thích cái bơm proton này nó hoạt động lên để mình ức chế được nó đâu. Thành ra trong cái bữa ăn đó sau khi 30 phút, 60 phút uống thuốc là bệnh nhân phải ăn những cái thức ăn hoặc uống cái gì phải có chất đạm, có thể uống sữa hoặc ăn phải có chất đạm. Đôi khi mình phải dặn kỹ như vậy. Thì đôi khi bệnh nhân uống thuốc rất là nhiều, rất là tốn tiền nhưng mà nó không đạt được cái hiệu quả tối ưu mà mình mong muốn. Như vậy là gì? Để tiết ức chế tiết axit tối đa thì thuốc ức chế bơm proton nên uống 30 đến 60 phút. Gần đây đã có một cái nghiên cứu cho thấy rằng uống khoảng từ 30 đến 45 phút là tốt nhất trước bữa ăn đầu tiên trong ngày. Nếu mình uống một lần một ngày, một lần một ngày. Còn nếu mà bệnh nhân phải uống hai lần một ngày á, thì là bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng trong ngày nha mấy anh chị. Bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng trong ngày. Bây giờ trong PPI của mình á, mình có hai thế hệ ha. Thế hệ đầu tiên là omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, và cái hệ thứ hai á, isomeprazole và rabeprazole. Thì á, mỗi cái PPI á, nó sẽ có những cái đặc điểm
khác nhau về mặt dược lực học, dược động học. Nhưng về vấn đề điều trị GERD thì mình sẽ để ý hai cái đặc tính mà nếu mà nó càng kéo dài thì cái hiệu quả ức chế tiết axit càng tốt. Mình để ý đến cái phần trăm mà thời gian đưa pH dạ dày trên 4 nó được bao nhiêu phần trăm trong một ngày. Và cái pH trung bình 24 giờ là như thế nào. Thì mình để ý có cái nhóm thuốc mà thế hệ thứ hai, cái nhóm cái thuốc Elaprazole cũng có ở thị trường á. Thì cái nhóm thuốc thế hệ thứ hai nó vượt trội hơn so với cái nhóm thuốc ở thế hệ thứ nhất. Cái thời gian đưa pH trên 4 đối với Esomeprazole là 58.43% là cao nhất trong tất cả các PPI đó. Và cái thời gian đưa cái pH trung bình 24 giờ đối với liều đó là 4mg một ngày đó chị nha, thì là cũng là cao nhất. Bên cạnh đó là Rabeprazole. Về cái hoạt so sánh các hoạt lực của các loại ức chế bơm proton á, so với tương đương với Omeprazole á, thì mình thấy nó có cũng vậy thôi. Cái nhóm thuốc thế hệ thứ hai á, thuốc thế hệ thứ hai là Esomeprazole và Rabeprazole này thì cái hoạt lực của nó cao nhất. Và cái hoạt lực nó càng cao á thì cái thời gian pH trên 4 ở dạ dày nó càng kéo dài hơn. Ví dụ ở đây á, là Esomeprazole liều 40mg thì cái hoạt lực của nó là 64%. Còn Rabeprazole mình xài liều 2 viên á, 40mg thì là 74mg, 64mg và 74mg. Ngoài ra một cái nghiên cứu khác vào năm 2018 đăng trên một cái tạp chí rất là có uy tín về vấn đề so sánh hoạt lực á, của các loại PPI khác nhau á, thì người ta thấy là ở cái liều mục tiêu một ngày của Esomeprazole 40mg thì có hoạt lực cao hơn với Pantoprazole và Rabeprazole. Với ở đây cái liều Rabeprazole chỉ 20mg thôi. Và với cái liều Esomeprazole 40mg mục tiêu một ngày thì duy trì được khoảng 60% thời gian pH trung bình trên 4. Trong khi cái thuốc mới mà cái thuốc Lansoprazole là cái nhóm thuốc mình thấy là bây giờ nó xuất hiện trên thị trường có cái thời gian có cái thời gian hoạt động kéo dài. Người ta thường thường cái PPI nói chung nó thời gian hoạt động của nó từ khoảng 10 tiếng trở lại thôi, 8 tiếng 10 tiếng thôi. Còn cái những cái thuốc mới hơn thì đôi khi NE mà nó có thời gian có thể kéo dài 14 tiếng. Thì trong cái nghiên cứu này cũng cho thấy là cái Lansoprazole nếu chúng ta sử dụng 2 lần một ngày với cái liều là 60mg thì cái thời gian mà duy trì pH trung bình trên 4 cũng khoảng cỡ 70% chứ nó cũng không cao hơn vượt quá cao hơn, gọi là cao hơn nhiều hơn so với những cái thuốc PPI cổ điển. Và một cái vấn đề nữa là tôi nghĩ các anh chị rất là quan tâm và bệnh nhân cũng rất là quan tâm. Thì mình biết rồi, đối với GERD mình không có thể điều trị ngắn ngày được. Đa số bệnh nhân điều trị kéo dài. Điều trị kéo dài thì bệnh nhân sẽ sợ về tác dụng phụ. Cũng như bác sĩ họ sẽ sợ về tác dụng phụ. Thế vậy thực tế cho tới hiện nay, đây là những cái dữ liệu vào năm 2017 cũng mục tiêu là năm 2019 rồi mấy chị, những cái liệu cho thấy rằng là cái PPI khi sử dụng kéo dài thường là trên 6 tháng thì nó gây ra những cái biến cố gì, và những cái biến cố này thực sự là nó đã được chứng minh là gồm những cái biến cố gì, những cái nào chưa được chứng minh. Thì tôi đưa cái hình này ra cho dễ nhìn. Đầu tiên á, những cái mối tương quan nhân quả của những cái bệnh lý mà có liên quan rõ ràng đối với PPI là cái màu cam, đó là tổn thương thận cấp. Đó là thay đổi về cấu trúc và chức năng ở niêm mạc dạ dày. Cái thay đổi cấu trúc và chức năng ở niêm mạc dạ dày, mấy chị sẽ thấy xuất hiện những cái polyp ở dạ dày. Đôi khi bệnh nhân xuất hiện nhiều cái polyp ở dạ dày, cứ cắt xong mà lại xuất hiện polyp tiếp. Mà đôi khi mình chỉ cần dặn bệnh nhân là không sử dụng PPI nữa, vì bệnh nhân này sử dụng PPI kéo dài rất là nhiều. Những cái polyp này lành tính thôi, mấy chị, tăng sản thôi, nhưng mà đôi khi nó làm xuất hiện những cái polyp hoặc sử dụng kéo dài như vậy, PPI nó sẽ làm thay đổi, nó có thể là viêm teo ha, chuyển sản hoặc loạn sản trong trường hợp mà nó kèm theo cái nhiễm H. pylori. Một cái mối tương quan nhân quả rõ ràng là được chứng minh nữa, đó là nó gây viêm nhiễm ruột, nhiễm trùng ở ruột á, bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, vân vân. Còn cái nhóm bệnh lý mà nó có mối liên quan mà cái chứng cứ của nó không có rõ lắm, chứng cứ của nó có nhưng mà ở mức độ thấp thôi, về liên quan nhân quả thì chúng ta thấy có màu vàng, gồm có nhiễm Clostridium difficile gây viêm đại tràng giả mạc, thiếu vitamin B12, giảm magie máu, giảm canxi máu. Và cái nhóm chứng cứ thấp, cái nhóm chứng cứ gần như là không có đầy đủ, chưa có kết luận được cái nhân quả rõ ràng, mà chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể tìm thấy những cái nghiên cứu hiện gần đây nhất, đó là những cái bệnh lý thận mãn, đó là sa sút trí tuệ, ung thư, sợ nhất là cái ung thư dạ dày ruột ha.
cũng may mắn đây là những cái chứng cứ. Các chị nhớ là tới thời điểm này thôi nha, còn sau đó nó có xuất hiện hay không là cái chuyện khác. Tới thời điểm hiện tại thì có thể chưa đủ chứng cứ, nhưng mà biết đâu 5 năm, 2, 3 năm, 7 năm nữa nó chứng minh rồi có liên quan với ung thư thì sao, thì mình không có nói được. Tôi chỉ nói tới thời điểm hiện nay thôi. Và kế tiếp nữa đó là cái mối tương tác, cái sự tương tác của clopidogrel với PPI mà nó sẽ ảnh hưởng đến những cái biến cố của tim mạch. Thì cái này cũng có này có một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp rồi. Người ta nhận thấy rằng về mặt suy luận, về mặt động học, về vực học thì có cái mối tương tác giữa clopidogrel với là PPI. Cả hai cái này đều được chuyển hóa cái hệ thống CYP2C19 nha. Thành ra người ta thấy rằng là nên chọn những cái thuốc nào mà ít được chuyển hóa cái hệ thống CYP2C19 mình nên chọn, thì nó sẽ không bị tương tác với cái lọc clopidogrel. Thành ra một số cái guideline, một số mà không phải là guideline nữa, mà một số cái ý kiến của các chuyên gia về tim mạch đi, họ còn khuyến cáo là mình có thể khi sử dụng clopidogrel thì mình sử dụng cái pantoprazole, lamiprazole để nó hạn chế cái vấn đề tác dụng cái ta làm mất cái tác dụng của clopidogrel. Nhưng thực sự cái nghiên cứu phân tích tổng hợp thì họ thấy rằng cái tác động này á, mà để chứng minh khi làm cái phân tích tổng hợp thì nó vẫn chưa chứng minh được, vì nó rất là nhiều yếu tố gây nhiễu. Và một trong những cái yếu tố gây nhiễu đó, những cái bias mà mình không có loại trừ được, thì mình cảm giác rằng là nó có ảnh hưởng đến clopidogrel. Thực tế lâm sàng thì cái PPI loại nào nó cũng không có ảnh hưởng đến cái hiệu quả của clopidogrel. Viêm phổi cũng là một cái thời gian là các bác sĩ rất là sợ khi sử dụng PPI trong phòng ngừa rét do stress. Cái đó lúc đó mình sẽ chuyển sang xài thuốc ức chế thụ thể H2. Nhưng nếu mình đi tìm những cái nghiên cứu phân tích tổng hợp để so sánh giữa PPI và thuốc ức chế thụ thể H2 trong cái vai trò mà nó gây đến viêm phổi mắc tại cộng đồng này, hay là viêm phổi trong bệnh viện đi, người ta thấy không có. PPI nó có hiệu quả, nó ngăn ngừa loét và các biến chứng của loét do stress hơn hẳn so với thuốc ức chế thụ thể H2, nhưng nó không làm tăng nguy cơ của viêm phổi ha, viêm phổi cộng đồng như là viêm phổi bình thường. Kế nữa là mình hay nghe nữa là cái loãng xương và gãy xương ha, thì cái này tới loãng xương và gãy xương cũng là một cái mối nhân quả mà cái bằng chứng vẫn chưa đầy đủ. Những cái này nó có thể, tôi nhắc lại một lần nữa là những cái này tới thời điểm này nó chưa có chứng cứ đầy đủ thôi. Nó đụng tóm là nhiều nghiên cứu, mình phải chờ theo thời gian, hy vọng là nó sẽ không xuất hiện. Và một cái nữa là SIBO với chị. SIBO tức là tăng trưởng vi khuẩn ruột non, tăng trưởng vi khuẩn ruột non quá mức. Và mình thấy cái acid ở dạ dày nó có vai trò của nó. Nó có vai trò là gì? Nó sẽ là một cái nơi bảo vệ, nó tiêu diệt vi khuẩn. Cái acid nó có thể bây giờ tiêu diệt vi khuẩn nữa. Là khi chúng ta ức chế cái acid như vậy thì cái vi khuẩn này có thể đi xuống ruột và nó làm tăng sinh cái vi khuẩn có hại gì hết. Thì nó gây nên cái SIBO cũng như cái nhiễm trùng tiêu hóa này. Và cái SIBO này nó có một cái triệu chứng là đau bụng này, đầy hơi này, tiêu chảy. Đau bụng đầy hơi tiêu chảy, và những cái triệu chứng này đôi khi mình chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích. Mấy chị ngồi phòng khám, mấy chị sẽ thấy cái chẩn đoán là hội chứng dạ dày tá tràng gần kèm theo hội chứng ruột kích thích nhiều vô số. Đa số có bệnh nhân là một bệnh. Tại sao xài PPI thời gian cái nó xuất hiện là nhiễm trùng tiêu hóa hoặc là SIBO? Là bệnh nhân bắt đầu đau bụng tiêu chảy, là mình thêm một cái chẩn đoán nữa. Và mình nếu mà bệnh nhân này á sử dụng PPI kéo dài mà gây ra nhiễm trùng tiêu hóa hoặc SIBO đi, mình chỉ cần ngưng PPI thôi, sau đó mình cho thêm những cái probiotic á, men vi sinh á, hoặc là một số kháng sinh để mình diệt đi những cái con vi khuẩn gây hại, thì đôi khi bệnh nhân lại hết. Đó là lý do một số đồng nghiệp hỏi tôi là tại sao tôi diệt xong vi khuẩn HP ở dạ dày rồi, HP pylori rồi, tự nhiên cái đường tiêu hóa dưới nó hết luôn. À, bệnh nhân vừa có viêm dạ dày H. pylori dương tính hay là gần H. pylori cộng viêm dạ dày luôn, cộng thêm một cái chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích. Sau khi mình diệt cái vi khuẩn H. pylori bị 4 ngày với một đống kháng sinh, trong đó có kháng sinh, là mình có thể giải quyết được cái SIBO hoặc nhiễm trùng tiêu hóa, ví dụ như metronidazole. Cái bệnh nhân nó hết tiêu chảy luôn, nó hết đau bụng luôn, là vì vậy đó. Nên mình phải rất là cẩn thận á. Đó là những cái bảng này nó tổng hợp lại những cái mối liên quan nhân quả vấn đề sử dụng PPI kéo dài với một số bệnh lý. Thì cái này là cũng là một cái này là của cái update về thực hành lâm sàng của cái Hợp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ thôi. Và năm 2017 thì họ lại chia cái nguy cơ sử dụng PPI kéo dài ha, họ sẽ tính được cái OR hoặc RR, tức là tôi biết là nó có nguy cơ đó, nhưng mà nguy cơ này nó bao nhiêu, nó gấp bao nhiêu lần, nó nhiều hay không.
chứ mình nói nguy cơ thôi, bệnh nhân sẽ hỏi nguy cơ bao nhiêu lần, nhiều hay không, bác sĩ gấp 2 hay 3 lần, đôi khi mình phải giải thích như vậy. Và trong cái slide này á, trong cái review này thì nó cho thấy luôn là cái mức chứng cứ, cái mức chứng cứ của nó, thì mình chỉ lưu ý những cái chứng cứ mà mức độ từ trung bình, đa số là chứng cứ nó yếu. Có sự hằng định của chứng cứ thì mình thấy ở đây nè, Clostridium difficile tức là viêm đại tràng giả mạc và viêm dạ dày ruột do nhiễm khuẩn, viêm đại ruột do vi khuẩn, thì mình thấy cái chứng cứ là trung bình, còn tất cả còn lại là chứng cứ là yếu hết. Và sự hằng định của nó thì chỉ có cái viêm dạ dày ruột do vi khuẩn đó, là có cái sự hằng định thôi. Và cái nguy cơ là lên bao nhiêu, OR là 3.33. 3.33 có nghĩa nó sẽ tăng lên gấp khoảng 3-33 lần. Còn cái nhiễm Clostridium difficile tức là gây viêm đại tràng giả mạc thì nó khoảng 2.1 lần. Mình chỉ hát còn lại nè, SIBO nè, viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát nè, viêm phổi nè, mấy cái này đều có đó, nhưng mà chứng cứ nó không có mạnh. Rồi bệnh thận mãn nè, gãy xương nè, sa sút trí tuệ nè, mình chỉ sẽ thấy bên này. Và mình nhìn ngược lại thì mình thấy rằng cái OR của nó, tức là cái nguy cơ mà cao nhất á, mà gây ra những cái biến cố so với PPI, đối với do PPI á, thì mình thấy cái cao nhất của nó khoảng 3 lần là trong cái viêm dạ dày ruột do vi khuẩn thôi. Còn lại tất cả những nguy cơ khác đều từ dưới 3 hết, từ 1 chấm mấy cho đến 2 chấm mấy nữa. Đây, nhồi máu cơ tim ha. Nhồi máu cơ tim thì cũng thấp thôi. Cái mức độ chứng cứ cũng thấp, cũng 1.16 thôi. Ung thư dạ dày, cái người ta quan tâm dữ dội lắm, thì mình thấy hiện nay không có một cái mối liên quan nào tìm thấy trên ICT hết, từ thử nghiệm chứng có ngẫu, thử nghiệm ngẫu nhiên lâm sàng á, chứng và ngẫu nhiên á, mình không thấy. À, hoặc là thiếu hụt những cái vi chất, hoặc là giảm magie, thì đây là cũng những cái báo cáo ca, những cái ca lâm sàng thôi, chứ nó cũng chưa có những cái chứng cứ mạnh. Tóm lại là khi sử dụng PPI kéo dài tới thời điểm này, thì mình thấy rằng là cái nguy cơ của nó không đến nỗi không có nhiều lắm, đúng không ạ? Không có nhiều lắm. Và cái rõ ràng nhất đó là cái nhiễm trùng tiêu hóa, thường thường biểu hiện bằng đau bụng và tiêu chảy đó, thì nó gấp 3 lần. Ngoài ra nó rất là nhiều nguy cơ khác, nhưng mà tới thời điểm này thì người ta chưa chứng minh, hoặc là cái chứng cứ nó không đủ mạnh thôi. Mặc dù mình nghĩ như vậy, mặc dù mình thấy như vậy, nhưng mà không có nghĩa là mình cứ xài thoải mái, đúng không ạ? Mình chỉ sử dụng PPI khi cần thiết và trong một cái thời gian cần thiết thôi, chứ không phải trường hợp nào mình cũng sử dụng liên tục. Thì sẽ có một cái bài, nếu mà có cơ hội tôi sẽ trình bày với anh chị cái nguy cơ và cái lợi ích khi mình sử dụng PPI kéo dài. Mình sẽ biết được những cái tình huống nào mình phải sử dụng PPI kéo dài thôi, mình không thể ngưng được. À, và khi mình sử dụng như vậy thì làm sao để mình giảm bớt nguy cơ, đỡ cho cái nỗi lo cho cả bác sĩ và cho bệnh nhân. Bây giờ mình qua một cái thuốc thứ hai. Cái thuốc này nó xuất hiện trước cái thuốc kia bơm rồi không rất là nhiều, nhưng bây giờ nó rất là dễ mua. Nó rất là khó mua chứ, trên thị trường Việt Nam bây giờ đa số cứ ra nói đau dạ dày, đau bao tử là sẽ được cho PPI. Và thuốc gói hiếm khi thấy nhà thuốc nào mà bán cho bệnh nhân cái thuốc này đó. Trước đây thì rất là nhiều, đó là uống chế thụ thể H2. Thì cái vai trò của thuốc này như thế nào? Hiện nay á, trong một số cái hướng dẫn điều trị á, của các bác sĩ chăm sóc ban đầu á, trong trường hợp mà nhẹ thôi, ở mức độ trào ngược nhẹ thôi, người ta vẫn tiêm xài cái thuốc ức chế thụ thể H2 vì cái tác dụng và cái nguy cơ của nó thấp hơn so với PPI. Còn đối với gợt, mà nó có những cái triệu chứng về đêm á, nó gọi là bùng phát acid vào đêm, gastric acid breakthrough á, thì chế thụ thể H2 nó có vai trò, nó có vai trò thêm vào cái PPI có sẵn thôi. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp ha, trên cái database của Cochrane, thì mình thấy rằng là cái này như nó cũng mới gần đây á, tự nhiên xong thấy cái năm 2009, thì mấy chị thấy rằng là ở cái nhóm sử dụng PPI đơn thuần của cái nhóm mà ban đêm á, mình cho thêm thuốc ức chế thụ thể H2 vào á, thì cái quả trán này nó lệch về phía này, cái quả trán nó lệch về cái ưu thế của cái nhóm mà mình thêm thuốc ức chế thụ thể H2 với cái risk ratio là 0.48. Risk ratio 0.48 có nghĩa là cứ 100 bệnh nhân mình thêm vào thì có khoảng 52 bệnh nhân nó sẽ cải thiện. 52 bệnh nhân nó sẽ cải thiện. Như vậy mình thấy là cái vai trò của thuốc chế thụ thể H2 đối với bệnh nhân mà có cái triệu chứng về đêm mà khiến bệnh nhân phải thức dậy đó. Thì cách sử dụng thuốc chế thụ thể H2 như thế nào? Hiện nay thì mấy chị chỉ sử dụng một liều trước khi đi ngủ thôi. Ví dụ mấy chị sử dụng ranitidine thì mấy chị sử dụng liều của nó là 300 mg, ha. Liều của nó 150 thì 2 viên trước khi đi ngủ. Nhớ mấy chị thuốc này nhớ sử dụng trước khi đi ngủ nha. Nếu mà mình muốn làm
không có sự bùng phát axit về đêm. Hoặc nizatidine cũng được, một số nó thấy famotidine 40mg một viên trước khi đi ngủ. Rồi bây giờ đi tìm những cái thuốc này trên thị trường cũng không phải là dễ đâu nha mấy anh chị. Một trong những cái thuốc nữa mà mình ngồi phòng khám, bác sĩ cũng hay cho bệnh nhân đó là Propilates, tức là trợ vận động. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp. Thường thường khi tôi trình bày mấy anh chị, tôi hay đưa một cái meta-analysis vì nó có chứng cứ mạnh nhất, nó tổng hợp của những cái nghiên cứu ICT, tức là những cái thử nghiệm chứng ngẫu nhiên á, là những cái thử nghiệm mà có độ tin cậy cao nhất á. Thì dựa vào trên cái nghiên cứu phân tích tổng hợp này á, người ta nhận thấy rằng là cái prophylactic ví dụ như là loperidone này, ví dụ như mosapride, ví dụ như isoprene vân vân á, nó có cải thiện khi kết hợp với thuốc ức chế proton. Cải thiện cái gì ạ? Cải thiện chất lượng của cuộc sống nhiều hơn, là cải thiện triệu chứng ha, cải thiện triệu chứng và cải thiện những cái đáp ứng trên hình nội soi, cái tổn thương nội soi của gợt. Nhưng mà thường thông thường những cái bệnh nhân gợt á, nó không có đơn thuần chỉ có gợt đâu, nó có một cái sự trùng lắp các bệnh chồng lên nhau. Đôi khi gợt nó lại kèm với khó tiêu chức năng, và trong khó tiêu chức năng á, thì là cái prophylactic là cái thuốc chủ đạo trong điều trị. Mấy anh chị ha, hoặc là mấy anh chị bệnh nhân có kèm theo cái làm giảm nhu động dạ dày, làm chậm co bóp, làm giảm cái co bóp dạ dày, nó làm cái đầy hơi khó tiêu, thì Prophylactic lại là cái thuốc có chỉ định và nó giảm những cái triệu chứng này. Còn riêng đối với gợt không á, thì nó có, người ta nhận thấy là có cải thiện về chất lượng cuộc sống và một phần khi kết hợp với PPI. Một cái thuốc nữa mà có lẽ là mình quên hoặc là gần đây mới thấy xuất hiện trở lại trong các guideline, đó là sunraphat. Thực sự đó là product, tức là một cái tiềm chất, nó là chất bảo vệ niêm mạc dạ dày và thực quản. Sunraphat không phải là antacid. Đôi khi mình nhầm lẫn sunraphat là antacid nên mình cho bệnh nhân uống sau ăn 2 giờ, thuốc không có tác dụng đâu. Sunraphat là product, nó phải được hoạt hóa trong môi trường acid, do đó sunraphat phải uống trước ăn. Mấy chị uống trước ăn y chang như là với PPI vậy đó, và thuốc ức chế bơm proton vậy đó. Tôi quên mất là mấy chị nhớ khi uống PPI là không được uống cùng một lúc với thuốc ức chế thụ thể H2 nha, vì như vậy nó sẽ làm cái thuốc ức chế PPI nó không có được hoạt hóa trong cái môi trường acid. Cái sunraphat là chất bảo vệ niêm mạc, thứ nhất là nó có tác dụng là gắn kết với những cái niêm mạc bị viêm á, bị viêm, và nó bảo vệ, nó cho dễ, nó làm cho những cái chất tấn công vào cái vùng bị viêm đó giảm xuống, không có tấn công vào được, ví dụ như là acid hay là mật vân vân. Ngoài ra nó còn có một cái tác dụng nữa là nó kích hoạt sự cái chất tăng trưởng và bicarbonate, là mình hay gọi là cái chất bảo vệ niêm mạc đó. Sunraphat hiện nay thì được sử dụng trong điều trị gợt. Và cái meta-analysis năm 2016 cho thấy là cái sunraphat nó có hiệu quả tương tự với thuốc chế thụ thể H2. Và cái vai trò của sunraphat là gì? Sunraphat là cái chỉ định đầu tiên khi mấy chị đối với gợt, đối với bệnh nhân phụ nữ có thai. Mấy chị sunraphat ăn vào phụ nữ có thai ha, ăn acid và sunraphat, thì đương nhiên sunraphat nó tương đương với ức chế thụ thể H2 và nó sẽ hiệu quả hơn so với antacid. Và liều á, của sunraphat á, thì hiếm khi mình cho đến 4 lần, nhưng mà thường cái liều nó có hiệu quả, đôi khi mình phải cho đến 3-4 lần một ngày, và nhớ trước khi ăn ha. Và nếu mà so sánh hiệu quả với PPI thì đương nhiên là cái sunraphat nó không có hiệu quả bằng PPI đâu, vì bản thân cái sunraphat nó không gây ức chế tiết acid, mà nó cũng chẳng phải là antacid. Nhưng mà đối với phụ nữ có thai thì nó là được chọn lựa đầu tiên đó mấy chị, được chọn lựa thì nó không có hại gì cả. PPI đối với phụ nữ có thai thường ít được chọn lựa đầu tiên gợt cho phụ nữ có thai là antacid, sunraphat, kế tiếp là ức chế thụ thể H2 ha. Và sau cùng khi mà mình thua rồi, mình cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ thì mình mới sử dụng tới PPI. Còn PPI không được chỉ định đầu tiên cho phụ nữ có thai. Cái nhóm thuốc khác như baclofen ha, thì cái phần này tôi sẽ trình bày với chị trong đây, chị nói thêm một số cơ chế của baclofen. Baclofen thì trước đây không được khuyến cáo trong các hướng dẫn điều trị đâu, vì baclofen người ta thấy rằng là có những cái tác dụng phụ. Baclofen tôi thấy mấy chị hay cho trong những bệnh nhân mà bị lứt cục á, chứ còn trong gợt hiếp khi ai cho đó, thường là nó có chỉ định trong những trường hợp mà trào ngược mà kháng trị thôi. Thì mặc dù những cái nghiên cứu phân tích tổng hợp gần đây người ta thấy rằng baclofen nó có rất là có hiệu quả trong điều trị trào ngược, đặc biệt là trào ngược kháng trị, và cái tác dụng phụ của nó
mình nghĩ là nó nhiều như vậy, nhưng mà thực sự cái tác dụng phụ của nó không có nhiều và nó không khác biệt lắm so với placebo. Thì cái phần này tôi không tập trung trình bày hôm nay, mình sẽ để dành vào cái phần mình đầu kháng trị á. Thì vậy tóm tắt đầu tiên á, đó là đầu tay mình có thể sử dụng antacid hoặc alginate. Alginate nó hiệu quả hơn antacid. PPI thì hiệu quả hơn ức chế thụ thể H2, và tuy nhiên ức chế thụ thể H2 ấy, mình có một cái hiệu quả là giảm cơn bùng phát axit về đêm thì chúng ta cho vào buổi tối trước khi ngủ. Prokinetic thì kết hợp với PPI thì cho thấy có cải thiện chất lượng cuộc sống, và đối với phụ nữ có thai thì sulfaphat là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ mình đi qua các bước, các hướng dẫn hiện nay. Các hướng dẫn hiện nay thì mình từng bước mình thêm thuốc như thế nào. Thì cái hướng dẫn mà tôi muốn trình bày ở đây để mình có thể áp dụng ở phòng khám, đó là cái hướng dẫn toàn cầu và hướng dẫn của Tổ chức Tiêu hóa Thế giới năm 2017 áp dụng cho toàn cầu. Thì ở đây cái hướng dẫn họ sẽ dùng cái stepwise therapy, tức là điều trị khôn ngoan theo từng bước. Đó là gì? Đầu tiên điều trị điều dưỡng. Trước nay mình hay cứ thắc mắc đối với PPI mình sử dụng step down hay step up. Step down là sao? Vô dập liền liều thiệt cao sau đó mình giảm xuống, hay là mình bắt đầu bằng cái liều dưỡng sau đó mình tăng dần. Thì bây giờ thống nhất trên toàn thế giới tất cả các hướng dẫn đối với GERD nha, tôi nói ở đây đối với GERD chứ không phải là do đối với cái trào ngược thanh quản họng nó sẽ có cái hướng dẫn khác. Thì đối với những cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì người ta khuyến cáo đều bắt đầu bằng PPI liều chuẩn. PPI liều chuẩn là PPI sử dụng liều chuẩn một lần một ngày. Mình có thể có hay không có liệu pháp hỗ trợ. Hỗ trợ ở đây là có thể antacid, có thể là alginate vân vân. Sau đó mình sẽ tăng bậc tùy đáp ứng của bệnh nhân. Mình chỉ sử dụng PPI 2 lần một ngày. Đối với những bệnh nhân mình sử dụng một lần một ngày không hiệu quả, hoặc là bệnh nhân này mình thấy là liều một lần một ngày nó không đủ kiểm soát triệu chứng, đặc biệt triệu chứng về đêm, thì những trường hợp mà phải sử dụng hai lần một ngày ấy, thì một số những trường hợp này thì theo cái đồng thuận của châu Á Thái Bình Dương họ sẽ xếp vào gần kháng trị. Tuy nhiên ở châu Âu và ở Mỹ thì sử dụng hai lần một ngày, nếu mà không đáp ứng họ mới xếp là gần kháng trị hay còn gọi là kháng PPI. Lúc này họ sẽ đưa tới một cái chuyên gia cao hơn, tức là chăm sóc thuốc phát secondary care để có thể điều trị cho bệnh nhân. Và nhớ rằng thuốc kháng axit chỉ làm giảm triệu chứng thôi, nó không hiệu quả ở những bệnh nhân mà có cái triệu chứng ở trên nội soi, tức là có cái tổn thương ở trên nội soi. Và đây là những cái khuyến cáo chi tiết hơn đối với những cái vùng, những cái nơi mà có hạn chế về nguồn lực y tế. Nên chị nhớ chiến lược điều trị luôn luôn có thay đổi lối sống. Thay đổi lối sống bao gồm chế độ ăn, bao gồm giảm cân là luôn luôn phải có để làm tối thiểu hóa các triệu chứng. Và đối với thuốc thì thuốc của họ tất cả đều là step up hết. Nếu mà cái nước này là một cái nước nghèo hạn chế về nguồn lực thì có thể tùy theo cái mức độ triệu chứng mà mình sử dụng antacid, alginate, ức chế thụ thể H2, rồi đến ức chế bơm proton một lần một ngày, rồi mới lên được PPI hai lần một ngày. Và cái thời gian của những cái vùng này là 8 tuần nha, hạn tối thiểu là 8 tuần nha mấy anh chị. Mình không thể điều trị 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần bệnh nhân ổn rồi mình ngưng thuốc đâu. Dù bệnh nhân có ổn hay không ổn, mấy chị phải điều trị tiếp tục theo cái chiến lược như vậy 8 tuần lễ rồi mình đánh giá lại. Sau 8 tuần lễ thì mình có thể chọn hoặc là mình tiếp tục điều trị ở cái liều thấp nhất có hiệu quả để giữ cái mục tiêu đó là giữ cho cái triệu chứng nó không có triệu chứng ha. Hoặc là mình chỉ điều trị theo cái kiểu duy trì nhưng mà từng đợt intermittent hoặc tùy nhu cầu của bệnh nhân. Tuy nhiên những cái bệnh nhân nào mình chỉ đánh giá là thấy bệnh nhân này là không thể ngưng được PPI, đó là những bệnh nhân cái triệu chứng nó cứ xuất hiện liên tục, nó xuất hiện trở lại khi mình chỉ giảm liều hoặc ngưng liều, hoặc trên nội soi có chích hẹp thực quản hoặc là thực quản Barrett. Những bệnh nhân này là phải sử dụng PPI liên tục. Và những bệnh nhân mà đã phải sử dụng PPI liên tục thì bắt buộc mấy anh chị phải tầm soát và diệt trừ Helicobacter pylori trong những trường hợp phải sử dụng PPI liên tục. Bắt buộc mấy anh chị nha, đừng quên. Mặc dù mình biết là cái mối tương quan giữa H. pylori với GERD là mối tương quan nghịch nha, có thể là tương quan nghịch. Có nghĩa bản thân H. pylori này nó không có gây ra triệu chứng của GERD mà thậm chí nó là tương quan nghịch, tức là nó còn là bị bảo vệ nữa. Nhưng trên bệnh nhân sử dụng PPI kéo dài cộng với nhiễm Helicobacter pylori thì bệnh nhân có nguy cơ rất là cao đưa đến viêm teo, chuyển sản, loạn sản và ung thư dạ dày. Và chúng ta nhớ rằng cái nguy cơ ung thư dạ dày nó cao hơn rất là nhiều so với cái nguy cơ ung thư thực quản. Do đó những cái bệnh nhân mà sử dụng PPI kéo dài thì mình chỉ nhớ là phải tầm soát và diệt trừ Helicobacter pylori.
ở những vùng có nguồn lực trung bình, có thể chúng ta được xếp vào nhóm nguồn lực trung bình, chúng ta không có xếp vào các nước nghèo nữa ha. Thì PPI một lần một ngày ngay từ đầu luôn, có nghĩa là ngay từ đầu chúng ta có thể được quyền sử dụng PPI. Để thực tế là PPI của mình không phải là những cái, đôi khi ấy, nó có những cái hàng là hàng không phải là chính hãng, nó rất là rẻ. Người đa số nhà thuốc thì tới khai là họ sẽ cho thuốc. Thì đối với những cái ở đây người ta nói đến những cái thuốc chính hãng á, thì ở nguồn lực trung bình thì có thể sử dụng ngay bắt đầu bằng PPI liều một lần một ngày, và thời gian mới chỉ nhớ là 8 đến 12 tuần, có thể kéo dài 8 đến 12 tuần luôn. À, sau đó đánh giá lại. Còn nếu những trường hợp mà không đáp ứng đối với một lần một ngày thì mình có thể lên 2 lần một ngày, 8 đến 12 tuần. Hoặc thậm chí một số nơi họ có cái PPI ME, tức là tác dụng kéo dài á, trên 14 giờ thì mình có thể cũng có thể được sử dụng ngay từ đầu. Và cái đoạn sau thì cũng tương tự như vậy thôi. Mình cũng phải xem xét về vấn đề mà duy trì thuốc ở liều thấp nhất có hiệu quả. Luôn luôn phải nhớ cái vấn đề điều chỉnh lối sống. Và luôn luôn phải nhớ là làm test hắc calorie và điều trị đối với những bệnh nhân mà phải sử dụng PPI kéo dài. Và nhớ một cái nữa là cũng giống như cái trên đó, là những bệnh nhân mà có triệu chứng da dẳng, những bệnh nhân có biến chứng chít hẹp hoặc thực quản Barrett thì đôi khi tôi phải sử dụng PPI kéo dài. Một cách tiếp cận khác mà trong cái UpToDate 2020 mới nhất đó, thì họ lại tiếp cận bằng cách đánh giá mức độ triệu chứng của người ở mức độ nhẹ hay là mức độ nó nặng hơn. Mức độ nặng hơn như là có triệu chứng thường xuyên hơn, lớn hơn 2 lần 2 cơn trong một tuần, có cái tổn thương trên nội soi vân vân á, thì người ta dựa vào cái mức độ này để người ta chọn lựa thuốc ban đầu. Thuốc ban đầu có thể là sử dụng ức chế thụ thể H2 hoặc antacid thôi. Khi nào nó không đáp ứng á, thì người ta mới tiếp cận tới PPI. À, còn những cái trường hợp mà có cái triệu chứng nó nặng nề hơn á, thì mình có thể sử dụng PPI ngay từ ban đầu. Và lúc nào cũng phải nhớ có chế độ thay đổi về lối sống. Đây là cái một trong những cái quan điểm của họ đưa ra thôi. Về tóm tắt về cái phần này thì điều trị gợt bao gồm quan trọng là cái thay đổi lối sống đó chị ha. Mình nhớ có 4 thứ mình phải luôn luôn nhớ. Nhớ thứ nhất là bệnh nhân nó phải giảm cân trong trường hợp quá cân béo phì. Thứ hai á, là mình phải ngừng hút thuốc lá để bệnh nhân hút thuốc lá. Thứ ba là không ăn trễ vào ban đêm, tức là khi ăn đến khi ngủ phải ráng kéo dài từ 6-3 tiếng đồng hồ. Thứ tư á, là kê cao đầu giường, kê cao khoảng 2-3 cm, 20-30 cm, tôi xin lỗi. Và nếu được thì nên nằm lên bên trái. Và thuốc á, thì mình chỉ có thể bắt đầu bằng thuốc ức chế bơm proton, và liều của nó là một lần một ngày, sau đó có thể tăng lên 2 lần một ngày tùy đáp ứng bệnh nhân. Nếu mà một lần nó không có cải thiện hoặc nó xuất hiện thêm cái triệu chứng về đêm, nên chỉ nhớ PPI của nó, cái thời gian hoạt động của nó tối đa chỉ khoảng 10 tiếng trở lại thôi nha, nó không phụ được cái 24 tiếng đâu. Và thời gian của nó từ 8 đến 12 tuần. Sau 8 đến 12 tuần thì mình chỉ đánh giá bệnh nhân có thể mình chỉ ngưng PPI, hoặc là mình chỉ phải duy trì ở liều thấp nhất có hiệu quả, hoặc duy trì theo kiểu cái intermittent, tức là theo từng đợt, hay là theo on demand, tức là theo nhu cầu triệu chứng của bệnh nhân. Những trường hợp sau thì phải tiếp tục duy trì PPI, đó là bệnh nhân cứ có triệu chứng dai dẳng, hoặc là khi ngưng thuốc là nó xuất hiện triệu chứng, thì bệnh nhân có hẹp thực quản hoặc là thực quản Barrett. Và nhớ là khi sử dụng PPI kéo dài thì phải chẩn đoán và tiệt trùng Helicobacter pylori. Lướt sơ thôi, cái phần này mình sẽ trình bày vào lần sau là gợt kháng trị. Theo cái đồng thuận châu Á Thái Bình Dương 2016, nếu bệnh chỉ điều trị một lần một ngày kéo dài 8 tuần mà bệnh nhân không bớt triệu chứng vẫn dai dẳng thì gọi là gợt kháng trị. Như vậy tiếp cận cái gợt kháng trị như thế nào, điều trị đó là làm sao, đó là một cái chuyên đề khác mình sẽ trình bày sau. Nhưng mà mình chỉ có thể xem sơ bộ cái đồng thuận của mình đối với gợt kháng trị là mình phải ức chế tiết axit tối ưu, mình phải thay thế PPI, mình chọn lựa PPI mới. Nó có một cái đặc điểm đối với PPI, đôi khi bệnh nhân đáp ứng với PPI này nhưng mà lại không đáp ứng PPI kia, và thậm chí trong một khoảng thời gian lúc đầu thì đáp ứng nhưng sau đó lại không đáp ứng, tức là phải thay đổi ha. Mình thêm anti-GAD làm sao, mình thêm ức chế thụ thể H2 hoặc là cái thuốc mà mình chưa đề cập đến, cái baclofen hoặc là những cái thuốc điều hòa đau hoặc là điều hòa thần kinh như thế nào, thì cái những cái này mình sẽ đề cập trong cái chuyên đề sau. Cái thực sự ra cái gợt kháng trị này ở mình là cũng khá là nhiều. Đôi khi mình điều trị mình thấy bệnh nhân không có bớt, điều trị PPI nó không có bớt. Kết thúc cái bài trình bày của tôi hôm nay bằng một cái kết luận như sau. Thứ nhất, nguyên tắc cơ bản điều trị gợt là can thiệp lối sống, là giảm cái axit trong lòng thực quản bằng cách điều trị nội khoa, hoặc là nếu mình thua nội khoa rồi thì đôi khi mình phải can thiệp bằng phẫu thuật hoặc phẫu thuật.
nó can thiệp lối sống, nhắc lại một lần nữa, gồm có 4 cái là được chứng minh có hiệu quả. PPI vẫn là thuốc điều trị chính và hiệu quả hơn hẳn so với ức chế thụ thể H2. Trường hợp mà không đáp ứng PPI điều chỉnh một lần một ngày trong 8 đến 12 tuần á, thì mình gọi là gần kháng trị. Và đôi khi mình phải có những cái phương tiện khác hơn thì mình có thể mình điều trị bệnh nhân. Cái bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả các đồng quý đồng nghiệp đã lắng nghe. Sau đây thì tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi của quý đồng nghiệp trong cái khả năng của tôi thôi nha. Cái nào tôi trả lời được thì tôi nói sẽ trả lời được, cái nào tôi không trả lời được thì tôi sẽ hẹn lại sau. Xin cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Khánh Tường. Thì ban tổ chức hiện nay đang nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía các hộ cần. Thì câu hỏi đầu tiên, xin tiến sĩ bác sĩ chia sẻ về cách phân biệt chẩn đoán giữa gợt và khó tiêu chức năng. Cái khó tiêu chức năng thì là mình có cái tiêu chuẩn của chẩn đoán khó tiêu chức năng, và tiêu chuẩn mới nhất là của Rome 4 anh chị ha. Cái tiêu chuẩn nó như thế nào thì mình chỉ có thể đọc, tôi không có nhắc lại vì mất thời gian. Nhưng mà cái khó tiêu chức năng á, cái triệu chứng của nó có hai cái nhóm, là cái nhóm là khó nổi bật là cái nhóm triệu chứng của dạ dày ha. Tức là bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng của đau và khó chịu vùng thượng vị. Có cái nhóm là nó nổi bật về triệu chứng về khó tiêu, là hai cái triệu chứng là đầy hơi và ăn và mau no. Thì cái triệu chứng mau no, ăn mau no, ví dụ hồi xưa tôi ăn 2 chén cơm, bây giờ tôi chỉ có thể ăn 1 chén cơm mà nó no quá rồi, thì những cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng khá là nghiêng về cái khó tiêu chức năng, chứ nó không có nghiêng về gợt. Gợt không có triệu chứng là ăn mau no. Còn những cái triệu chứng khác như đau thượng vị, đầy hơi, khó chịu thượng vị đều có thể xuất hiện trong gợt hết. Như vậy rõ ràng là đối với gợt nó có cái tiêu chuẩn nổi bật là ở nóng và ở trớ, nhưng các triệu chứng khác của khó tiêu chức năng nó đều có thể có hết. Còn mấy chị muốn chẩn đoán khó tiêu chức năng, mấy chị phải theo tiêu chuẩn của Rome 4, nó cũng có thời gian và các triệu chứng. Dạ, câu hỏi thứ hai ban tổ chức có nhận về là xin bác sĩ cho biết tác dụng ngoại ý viêm teo niêm mạc dạ dày khi sử dụng PPI có phổ biến không và cách quản lý tác dụng phụ này. Một trong những cái mà lại tôi nói là một trong những cái mà có mối liên quan nhân quả rất là rõ ràng mà đã được chứng minh, đó là cái nó gây thay đổi về cấu trúc và chức năng của cái niêm mạc dạ dày. Thì nếu như mình chỉ sẽ thấy là khi trên nội soi á, người ta trả lời về là viêm teo. Người ta trả lời là viêm teo có nghĩa là bắt đầu là nó vô quan rồi đó, cái môi trường axit trong dạ dày nó sẽ không nhiều nữa, mà khi mà viêm teo thì nó sẽ kèm theo là loạn xạ và chuyển sản, nếu kèm theo cái H. pylori nữa thì nguy cơ ung thư dạ dày cao lắm. Và nó khi mà đã chuyển sang viêm teo trên dạ dày rồi mà cộng theo gợt, có nghĩa là lúc đó mình chỉ phải cân nhắc giữa cái mức độ viêm teo ha, hoặc sinh thiết ra người ta trả lời loạn sản, chuyển sản hay loạn sản mức độ như thế nào, để mình cân nhắc là mình có thể sử dụng PPI liều cao hay không, hay là mình phải chuyển sang PPI liều thấp ngắt quãng, đôi khi mình phải chuyển sang sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2 để giảm cái nguy cơ, mà nguy cơ mình sợ nhất đó là nguy cơ ung thư dạ dày. Và bắt buộc những trường hợp viêm teo này thì nên chỉ bắt buộc phải tầm soát và diệt trừ helicobacter. Mình biết là hai yếu tố nguy cơ gây ung thư, yếu tố nguy cơ ung thư hiện nay đứng hàng đầu á, mà giống như là cái nguy cơ của thuốc lá với ung thư phổi, đó là cái hiện diện của helicobacter pylori. Dạ. Thì vì thời gian có hạn, em xin đọc cái câu hỏi tiếp theo và cũng là câu hỏi cuối cùng cho cái phần hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Xin bác sĩ làm rõ định nghĩa điều trị PPI kéo dài là như thế nào? Khi điều trị PPI kéo dài, có cần cân nhắc điều trị nhiễm H. pylori? Và lại tôi mới nói là tất cả những trường hợp điều trị PPI kéo dài theo như của cái hướng dẫn của cái tổ chức tiêu hóa thế giới á, mình chỉ thấy không? Thì sau 8 đến 12 tuần, tức là khoảng 3 tháng mà mình chỉ muốn tiếp tục điều trị PPI là bắt buộc mình chỉ phải tầm soát vào diệt trừ helicobacter pylori. Định nghĩa thế nào là PPI kéo dài, mình không có một cái định nghĩa của một cái hiệp hội nào đưa ra hết. Nhưng khi mình chỉ sử dụng PPI từ 3 tháng trở lên thì mình chỉ được xem như là sử dụng PPI kéo dài. Và lúc đó bắt buộc, cái này phải cân nhắc ở đâu mấy chị, bắt buộc phải tầm soát và diệt trừ helicobacter pylori. Dạ. Thay mặt ban tổ chức là xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa Trần Thị Khánh Tường đã dành thời gian chuẩn bị và chia sẻ rất nhiều thông tin cập nhật và bổ ích trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng rất cảm ơn quý bác sĩ, dược sĩ và chuyên viên y tế đã dành thời gian buổi trưa quý báu của quý vị tham dự buổi hội nghị trực tuyến hôm nay. Xin phép hẹn gặp lại quý vị cho đề tài gợt kháng trị có thật sự là kháng trị vào lúc 12 giờ
đến 13:30 ngày 7 tháng 5 sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Xin chào tất cả các quý đồng nghiệp.